Mục thần ký tập 301 đến 304, Lão Bình, Điêu Linh, Gió Bão Nguyên từ chúc các bạn xem video vui vẻ. Tần mục bị khăn lụa trắng che lại hai mắt, gương mặt chợt ngần ra một lát. Sau một lúc lâu, trên mặt hắn lộ ra nụ cười sáng lạn, hắn bước nhanh đuổi theo tư bà bà. Còn mắt thứ ba ở mi tâm của hắn nhìn tư bà bà, có thể khiến hắn nhìn thấy được nguyên thần của tư bà bà. Song lần này hắn lại không muốn nuốt nguyên thần của tư bà bà nữa. Trong lòng hắn hoàn toàn tĩnh lặng, có thể trên đời còn có gương mặt xinh đẹp như tư bà bà nhưng không phải dưới mỗi một gương mặt xinh đẹp đều có linh hồn lương thiện giống như tư bà bà trên thực tế trong nội tâm của tần mục rất cảm kích tư bà bà đã nhặt mình về thôn ngậm đắng nuốt cay nuôi mình lớn khôn lương thiện của hắn chính là kế thừa từ tư bà bà cái này tuy rằng trên danh nghĩa có danh hiệu thánh nữ của thiên ma giáo trên lưng gánh danh xấu nữ tử giết phu nhưng thật ra lại là người lương thiện nhất trong tàn lão thôn trong tàn lão thôn trong nội tâm mỗi người đều có cái ác của mình bởi vì đủ loại nguyên nhân bọn họ ở ẩn trốn trong đại khư Duy nhất chỉ có tư bà bà bởi vì mình xinh đẹp cho rằng mình là kẻ hồng nhan gây họa, nàng tự đẩy mình vào đại khư, nàng tính nguyện ngụy trang thành bà lão, cũng không nguyện ý để cho người đời nhìn thấy dung mạo của mình tự giết lẫn nhau, người khác khiến mình đẹp hơn, coi xinh đẹp thành vũ khí, nàng lại cố gắng khiến cho mình xấu đi một ít, ta đã có thể khống chế được con mắt, tần mục vui vẻ, quan sát xung quanh, tuy rằng có thể nhìn thấy được rất nhiều tàn hồn ma tộc đang bồng bềnh, nhưng hắn đã có thể thản nhiên tiếp nhận những gì mình nhìn thấy lại không còn ý nghĩ cắn nuốt những tàn hồn kia, Tư bà bà quay đầu lại nhìn về phía hắn, thản nhiên cười nói: "Mục Nhi, khí tức của ngươi hình như có chút thay đổi, chuyện gì xảy ra? Chuyện đặc biệt kỳ diệu, tâm tình của Tần Mục tốt, cười nói: "Chuyện khiến cho tâm tình ta sung sướng." Tư bà bà hiếu kỳ nói: "Chuyện gì kỳ diệu? Nói ta nghe một chút." Tần Mục lớn tiếng nói: "Ta cảm thấy bà bà là nữ nhân xinh đẹp nhất trên đời, là nữ nhân thiện lương nhất trên đời." Tư bà bà lắc đầu, hạt châu của khuyên tai dưới vành tai nhẹ nhàng lắc lư nói ma nữ của thiên ma giáo làm sao lại là người lương thiện nhất ta không phải mục nhi người mới là người lương thiện nhất tần mục cười nói giáo chủ của thiên ma giáo cũng không phải là người lương thiện nhất tâm tình của tư bà bà cũng bất giác tốt hơn hai người vừa nói vừa cười đi về phía tế đàn gần đó đột nhiên tần mục cùng tư bà bà đồng thời dừng bước lại nhìn xung quanh phía xa tế đàn cao lớn như núi bốn phía đều có một tầng lại một tầng cầu thang từng cầu thang giống như là con đường nối liền với trời đi thông tới đám mây, tế đàn cao lớn như vậy, giống như là một ngọn núi lớn tuyệt đẹp đứng vững, trên từng tầng bậc thang đều có vô số phù văn đang biến hóa ra ánh sáng kỳ ảo. Đây cũng là phù văn sử dụng để huyết tế La Phù Thiên, tiểu phu thánh nhân xây dựng tòa tế đàn này, chính là sử dụng phương pháp huyết tế của ma đạo, chỉ có điều hắn muốn hiến tế là toàn thế giới, bởi vậy một tòa tế đàn này có hiệu quả không lớn, hắn cần dùng đến rất nhiều tòa tế đàn, lúc này mới có thể xé La Phù Thiên thành mảnh nhỏ, hóa thành năng lượng thuần túy hành động này có phản vệ thế nào không có ai biết tiêu phu thánh nhân cũng không dám tùy ý vận dụng chỉ bởi vì thái hoàng thiên thực sự không có bất kỳ phần thắng nào hắn mới bất đắc dĩ phải làm vậy mà thôi thái hoàng thiên sở dĩ không có bất kỳ phần thắng nào cũng không phải bởi vì ma tộc thật sự quá mạnh mẽ mà thái hoàng thiên nhất định phải bị hủy diệt chỉ có như vậy ma tộc mới có khả năng huyết tế thái hoàng thiên xâm nhập tới duyên khang ma tộc không tính là mạnh mẽ mạnh mẽ chính là lực lượng muốn hủy diệt thái hoàng thiên lúc này đình của tế đàn có một vị thần nhân đứng ở nơi đó trong tay cầm chiến kích khí huyết sông lên trời mà ở bên dưới tế đàn lại có hàng vạn ma tộc tướng sĩ giống như là đàn côn trùng chen chúc leo lên phía trước xông về phía đỉnh của tế đàn vị thần nhân này đứng ở trên đỉnh của tế đàn vung vẩy chiến kích từng ánh sáng trắng giống như tuyết từ trên tế đàn đánh xuống quét ngang một mảnh vô số tứ chi bay lượn trên không trung một người đánh một đòn ngăn cản mấy vạn tướng sĩ ma tộc giết đến máu chảy thành sông khiến tế đàn bị nhuộm đỏ vết máu theo bậc thang chảy xuống từng bậc ong ong Ông, oh, âm thanh chiến kích phá không vang lên từng đợt, thi thể đã chất chồng từng tầng bậc thang. Các ma tộc khác vẫn không sợ chết, tiếp tục giống như nước thủy triều vò tới, điên cuồng bò về phía đỉnh tế đàn, muốn giết chết vị thần nhân này. Bà bà, những ma tộc chỉ là thần thông giả bình thường, căn bản không có khả năng là đối thủ của vị thần nhân này. Tần mục nhìn thấy, trong lòng cảm thấy nghi ngờ, nói, bọn họ vì sao vẫn tìm tới cái chết một cách vô nghĩa như vậy, từ bà bà cũng có chút không giải thích được, những ma tộc này quả thật chỉ là mất mạng ổn công mà thôi cho dù trong bọn họ có cường giả cảnh giới thần kiều cũng còn xa mới có thể là đối thủ của vị này vị thần nhân này chính là một trong 24 vị thần được tiểu phu thánh nhân mời tới thực lực cường đại mặc dù không bằng đám người tiểu phu thánh nhân phược nhật la nhưng ở trong các thần chỉ hắn cũng được tính là cường giả lại có càng nhiều thần thông giả ma tộc vọt tới cũng không có cách nào giết chết được hắn phược nhật la không có khả năng ngu xuẩn như vậy tư bà bà suy tư nói như vậy những người ma tộc này kẻ trước ngã xuống, người sau tiến lên chịu chết, chính là có mưu đồ gì? Những ma tộc này tiêu hao không được bao nhiêu lực lượng của vị thần nhân, lẽ nào trong những ma tộc này có ma thần ẩn nấp ở bên trong sao? Tần Mục tập trung mắt nhìn lại, con mắt thứ ba nhìn rõ ràng thần tàng của đám người ma tộc trong đó, hắn vẫn không phát hiện ra có ma thần nào ẩn nấp trong đó. Đây là một hồi huyết tế, hắn đột nhiên tỉnh ngộ lại, thất thanh nói, Phục Nhật La là định dùng một hồi huyết tế, đổi lấy một vị tồn tại đáng sợ hạ xuống nhất định có ma thần ở gần đây chuẩn bị thi pháp hiến tế hắn vừa nói đến đây đột nhiên trên tế đàn vết máu rừng lưu truyền tất cả thi thể và thân thể ma tộc sống sót cứng ngắc không tự chủ được lơ lửng ở trên không trung sau đó bất luận là tử thi hay là ma tộc còn sống trong nháy mắt thân thể tất cả đều tan rã máu thịt xương cốt thậm chí nguyên thần đều bị chấn nát thành từng hạt nhỏ hóa thành sông máu xoay quanh tế đàn vào vị thần nhân này vị thần nhân trên đỉnh của tế đàn vung vẩy chiến kích thần uy khủng khiếp bạo phát chiến kích phát ra chiều pháp tinh diệu hắn thi triển pháp thuật thần thông có uy lực cũng cực kỳ kinh người nhưng không có cách nào phá tan được trận hiến tế này tần mục lập tức nhìn về phía xung quanh ánh mắt tìm kiếm vị trí xa hơn nỗ lực tìm ra vị thần ma đang hiến tế tộc nhân của mình vị ma thần chủ trì trận hiến tế máu thịt này cần phải đích thân chủ trì hắn tất nhiên đang ở gần đây tư bà bà cũng tỉnh ngộ lại nhìn lướt qua mọi nơi nàng đã thành lập mạng lưới nguyên khí vận hành cơ thể của mình trong đó bao gồm mắt thần của người mù ở trên thần thông đồng pháp nàng so với cửu trọng thiên khai nhãn pháp của người mù cũng không có tranh lệch, chỉ là không tỉ mỉ được bằng người mù. Nhưng dù vậy, nàng lấy tu vi thần cảnh phát động mắt thần, thị lực cũng cực kỳ đáng sợ. Nhưng mà, nàng tìm kiếm một vòng lại không thể tìm được vị ma thần chủ trì hiến tế vốt cuộc đang ẩn thân nơi nào. Sớm biết vậy đã gọi người mù đi theo, từ bà bà có chút nóng nảy, nhưng vào lúc này, tần mục bên người nàng khẽ kêu lên một tiếng. Bà bà, ta tìm được, từ bà bà hơi ngẩn ra, không kịp ngẫm nghĩ, vội vàng nói, ở nơi nào, tần mục giơ tay lên chỉ về phía tế đàn trên không trung tư bà bà vội và nhìn lại chỉ có thể nhìn thấy được biển máu trên khoảng không của tế đàn xoay tròn gào thét chuyển động xoay quanh tế đàn nhưng vẫn không nhìn thấy được vị ma thần này rốt cuộc ở đâu con mắt này của mục nhi cũng không phải tầm thường lại có thể tìm được vị ma thần này nàng có chút buồn bực con mắt này rốt cuộc có lai lịch ra sao vì sao ngay cả thổ bá cũng phải phong ấn nó tần mục tuy rằng chỉ có thể mở con mắt ở mi tâm nhưng thị lực lại cực kỳ kỳ lạ có thể nhìn thấy được vật mà mắt thần không thể nhìn thấy Vị ma thần này trốn cực kỳ xảo diệu, hiển nhiên có một loại thần thông ẩn nấp vô cùng đặc biệt, kỳ lạ, hắn ẩn nấp ở trên một khe nứt không gian phía trên tế đàn, khi thì đầu dưới chân trên, khi thì áo tròn tung bay, bước chân hỗn loạn, giống như phát điên. Tần Mục trầm giọng nói: Bà bà nhìn phương hướng nguyên khí của ta kéo dài, ta sử dụng nguyên khí xác định phương hướng vị trí cho bà bà. Bà bà cần phải giết chết hắn. Từ bà bà quát, không được sử dụng phách thể tam đan công, chỉ cho phép người sử dụng nguyên khí gắn bó lại thành một đường chỉ dẫn phương hướng đưa đại dục thiên ma kinh cho ta tâm niệm của tần mục thoáng động một đường bay ra nguyên khí lập tức biến thành sợi một sợi tơ nhanh chóng kéo dài bay về khoảng không phía trên tế đàn sợi nguyên khí này nhắm thẳng vào chỗ vị ma thần đang làm phép hiến tế ẩn thân cùng lúc đó tư bà bà khống chế kinh văn của đại dục thiên ma kinh vô số kinh văn bay lượn giống như một sợi tơ kinh văn biến thành sợi tơ dính sát sợi nguyên khí của tần mục nhanh chóng kéo dài pháp lực của tư bà bà dung nhập vào trong kinh văn của đại dục thiên ma kinh kinh văn này là do khai sơn tổ sư của thiên thánh giáo truyền lại khai sơn tổ sư chế luyện kinh văn thành bảo vật chỉ cần kinh văn không triển khai chính là một đường tinh tế nhưng nếu triển khai lấy nguyên khí phóng đại đó chính là vô số văn tự không chỉ có như vậy kinh văn còn có thể trở thành linh binh có uy năng uy lực cực kỳ cường đại từ bà bà đã từng sử dụng kinh văn ở tương long thành cùng rất nhiều cường giả tranh đấu tần mục lần đầu tiên theo thôn trưởng đi vào bóng tối của đại khư kinh văn cũng được hắn mang theo bên người làm dị bảo hộ thể chỉ là sau đó tần mục lại có linh binh lại rất ít vận dụng kinh văn của đại dục thiên ma kinh kinh văn đối với hắn cũng không tiện tay nhưng mà đối với tư bà bà mà nói kinh văn lại là linh binh rất tiện tay tương hợp với tâm tính công pháp của nàng nhất nàng thậm chí có thể sử dụng đại dục thiên ma kinh thi triển ra biến hóa thần thông chỉ có điều bởi vì tần mục là thiên thánh giáo chủ đại dục thiên ma kinh do tần mục bảo quản cho nên nàng vẫn không đòi tần mục sợi nguyên khí này của tần mục lao đi năm dặm sắp tiếp cận tới chỗ ẩn thân của vị ma thần này chỉ có điều cường độ nguyên khí của hắn đã đạt tới giới hạn nếu phát động phách thể tam đan công hắn có thể kéo dài khoảng cách của nguyên khí lên cao hơn bây giờ gấp 6 lần hắn không phát động công pháp sợi nguyên khí chỉ có thể kéo dài 50 mươi dặm mục nhi trăm triệu lần không thể phát động công pháp có sợi nguyên khí của người xác định phương hướng ta lại có thể tập kích hắn tư bà bà lại một lần nữa khẩn trương dặn một câu ngay lập tức phía sau nàng có một thần kiều lất ngang qua không trung nguyên thần xuất hiện nàng nhảy qua cầu vượt qua chạy thẳng tới thiên cung cuối thần kiều Tư bà bà quát tháo một tiếng, lại có thần uy từ trong cơ thể bạo phát, bên ngoài nam thiên môn của thiên cung chiếu sáng cửu tiêu, kinh văn của đại dục thiên ma kinh giống như linh xà tinh tế nhất vèo một tiếng chui vào nơi ẩn thân của vị ma thần này. Vị ma thần này đang trong thời kỳ mấu chốt nhất để làm phép, huyết hà hiến tế, nhất thời ánh sáng sông lên, nhưng vào lúc này, một đường tơ bạc vèo cái chui vào mi tâm của hắn, trong lòng của vị ma thần này thầm cả kinh, vội vàng lấy tay chộp về phía mi tâm, nắm một đầu sợi, hắn hơi ngẩn ra, đây là vật gì? bên cạnh tần mục mái tóc của tư bà bà bay lượn sai nhân giống như con bướm tay áo tung bay nhất thức lại một thức thần thông được nhanh chóng thi triển ra sắc mặt của vị ma thần này đại biến đang muốn lôi sợi dây này từ trong cơ thể ra nhưng kinh văn đại dục thiên ma kinh trong cơ thể hắn đột nhiên tăng lên hóa thành hàng trăm thần thông bạo phát ra ầm 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 không biết bao nhiêu tiếng chấn động từ trong khe nứt không gian kia truyền ra tiếp theo máu của ma thần từ trong khe nứt không gian chảy ra giống như là vết thương trên bầu trời máu chảy như thác nước Tư bà bà thở phào nhẹ nhõm, thu hồi đại dục thiên ma kinh, nàng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trận huyết tế này còn chưa dừng lại, vị ma thần này dù chết nhưng huyết tế đã hoàn thành, kinh văn đại dục thiên ma kinh vẫn hóa thành một cuộn, tư bà bà giao cuộn tròn này cho tần mục, tần mục lắc đầu, nói, bà bà, kinh văn ngài cứ tạm thời giữ lại, la phủ thiên có rất nhiều nguy hiểm, đặt ở chỗ này của ta cũng vô ích, tư bà bà lấy ra một giỏ trúc nhỏ, đó là một cái giỏ hoa trên tròn dưới vuông, đặt cuộn chỉ ở trong giỏ trong rổ còn có chút vải vụn kéo kim chỉ các loại chắc chính là linh binh của nàng hai người nhìn lại về phía sông máu đang cuốn lên trên không trung chỉ thấy sông máu kia vây quanh vị thần nhân đang cầm chiến kích trên tế đàn này mục đích của trận hiến tế này không chỉ đơn thuần là triệu hoán thần ma hạ xuống sông máu vẫn chưa hóa thành huyết quang triệu hoán thần ma mà phân ra từng tia máu trên không trung hóa thành mỗi loại hoa văn huyền diệu những phủ văn đó rất cao thâm chắc là pháp môn tế tự của ma tộc hiến tế thật ra là xuất phát từ ma tộc tần mục cũng học qua một ít pháp môn hiến tế điều quy khiển thân phủ tự lệnh chính là một loại pháp môn tế tự xuất từ đô thiên ma vương đô thiên ma vương truyền môn pháp môn tế tự này tới duyên khang mục đích của hắn là triệu hoán mình hạ xuống xâm nhập duyên khang sao lại gặp phải tần mục liền bỏ đi ý niệm này ma tộc cũng có rất nhiều tầng trời đô thiên cùng la phủ thiên đều là một trong những tầng trời của ma tộc hai thế giới này đều rơi vào trong sự hủy diệt đều đang tìm biện pháp giúp con dân của mình kéo dài sinh mạng và sinh sôi nảy nở trên thực tế phần lớn pháp môn tế tự đều đến từ ma tộc ma tộc khai sáng ra rất nhiều hiến tế pháp môn thành lập được hệ thống văn minh đặc biệt rất khác biệt với duyên khang và thái hoàng nhân tộc cũng từ chỗ ma tộc học được một ít pháp môn tế tự ví dụ như trong đại dục thiên ba kinh lại có rất nhiều pháp môn tế tự cũng là kỹ xảo tu luyện ma đạo nhân tộc từ chỗ của ma tộc học được không chỉ là pháp môn tế tự còn có rất nhiều ma công ví dụ như vu pháp của lâu lan hoàng kim cung chính là truyền từ ngũi vu thần ngũi vu thần lại là ma thần của thiên đình xuống u đô không đúng lắm Tư bà bà quan sát biển máu trên không trung xung quanh tế đàn, những phù văn đỏ như máu kia xuất hiện càng lúc càng nhiều, mà ở xung quanh huyết hà, vì thần nhân cầm kích đến từ đại khư giống như là rơi vào trong tình cảnh khốn cùng, không ngừng xông tới, nỗ lực phá vỡ trận hiến tế này, nhưng trước sau không có cách nào phá giải được, hắn thậm chí nỗ lực lao ra khỏi tế đàn nhưng cũng không có cách nào xông ra, thực lực của vị ma thần chủ trì hiến tế không mạnh mẽ, bằng không cũng sẽ không chết ở dưới tập kích bất ngờ của tư bà bà, thực lực của hắn chắc hẳn còn xa mới bằng được thần nhân cầm chiến kích nhưng mà phương pháp hiến tế của hắn thật sự cao thâm khó dò. Hắn cho dù chết ở trong tay tư bà bà, hiến tế máu thịt vẫn có thể bao vây được thần nhân cầm chiến kích ở bên trong, khiến cho đối thủ không có cách nào chạy trốn. Hắn dự định hiến tế luôn cả vị thần nhân cầm chiến kích kia. Tư bà bà dùng mình một cái, lẩm bẩm nói, hắn xem thần nhân cầm chiến kích trở thành tế phẩm, cùng với sông máu, hiến tế ra một vị tồn tại cổ xưa nào đó, triệu hoán vị tồn tại kia hạ xuống. Tần mục đối với hiến tế cũng nghiên cứu không sâu, thành tựu của hắn thật ra còn không bằng tư bà bà nhưng dù vậy hắn cũng nhìn ra được tình cảnh của thần nhân cầm chiến kích kia cực kỳ không ổn trên thân vị thần nhân cầm chiến kích này khoác áo giáp dưới áo giáp đã có từng giọt máu đang chậm rãi bồng bềnh ra di chuyển về phía không trung dung hòa cùng biển máu không chỉ có như vậy chiến kích trong tay hắn áo giáp trên người cũng bắt đầu sói mòn tinh khí pháp môn yến tế của vị ma thần này thật sự quá cường đại thần nhân cầm chiến kích đã suy yếu hơn so với lúc trước rất nhiều bản thân mệt mỏi khi huyết sói mòn càng nhiều càng khó có thể chống lại đợt hiến tế này bà bà vừa giết chết ma thần chỉ sợ là một cường giả tế tự đứng đầu trong ma tộc người giết một ma thần vô cùng quan trọng tần mục nhìn thấy được cảnh ngộ của thần nhân cầm chiến kích này thất thanh nói tư bà bà chán nản nói nhưng ta không cứu được vị thần chỉ trên tế đàn này chúng ta nhảy vào tế đàn cũng chỉ có thể mất mạng chúng ta thậm chí không ngăn cản được trận hiến tế này không ngăn cản được tồn tại cổ xưa hạ xuống trên tế đàn vị thần nhân cầm chiến kích này chạy đông chạy tây nhưng chỉ càng lúc càng tổn hao hơn cuối cùng hắn bỏ qua chống lại đứng ở trên đỉnh của tế đàn ngửa mặt lên trời nhìn vào cái gì đó đây là một vị thần nhân cùng đường bi lối hắn gần như biến thành tế phẩm phân dài trở thành chất dinh dưỡng cho một tồn tại cổ xưa khác hạ xuống ta sớm đã phải chết giọng nói của vị thần nhân cầm kích truyền đến có vẻ hơi cô đơn tiêu điều hắn đứng ở trên tế đàn cao giọng âm thanh truyền đi rất xa lầm bầm nói ta sớm đã phải chết sớm phải chết ở trong trận thiên tai hai vạn năm trước ta sớm nên giống như những đồng đạo đó chết ở trên chiến trường ta không nên yên lặng không nên biến thành tượng đá trong đại khư không nên kéo dài hơi tàn đến bây giờ đi bảo vệ hy vọng chó má gì đó tương lai chó má gì đó tần mục cùng tư bà bà đương nhiên giật mình kinh sợ nhìn vị thần nhân trên tế đàn này tuy bọn họ có lòng muốn cứu hắn lại không thể tránh được vị thần chỉ này quỳ một gối xuống chống chiến kích chống cự lại trận huyết tế này âm thanh trầm thấp xuống hy vọng sau này vô yêu hương chúng ta yên lặng quá lâu rồi khai hoàng yên lặng đến mức đã không có ý chí chiến đấu yên lặng đến mức giống như tượng đá lạnh như băng yên lặng đến mức mong muốn bảo vệ lê dân bách tính của chúng ta năm đó đã kết thúc đã không nhìn thấy được khuôn mặt quen thuộc yên lặng đến khi giang sơn này cũng thay đổi dáng vẻ ngươi giọng nói của hắn đột nhiên ngừng cao hướng lên trời phát ra chất vấn giác ngộ khai hoàng ngươi thì sao ngươi đang ở đâu thế giới lý tưởng trong lòng ngươi là ngươi co đầu rút cổ ở chỗ vô yêu hương kia sao ngươi có thể cam tâm nhìn bộ hạ của ngươi lão binh đi theo ngươi mỗi một người trở nên điêu linh sao ngươi có thể cam tâm nhìn giang sơn thay đổi nhìn mỗi một lê dân ngươi bảo vệ già đi sao ngươi vì sao không xuất hiện hai vạn năm ngươi vẫn không thể từ trong thất bại đi ra sao ngươi còn không thể nhặt lấy lòng tin vẫn không bỏ được vô yêu hương đi ra sao chúng ta đang đợi ngươi chờ ngươi triệu hoán thủ hạ cũ lại một lần nữa tranh tài với thiên đình kia ngươi ở đâu tần mục cùng tư bà bà nghe được giọng nói của hắn vang vọng ở trong thiên địa trong la phủ thiên tử vong này lại không người nào có thể trả lời câu hỏi của hắn nhận linh của ta theo ta cùng nhau binh giải trên tế đàn thật cao trong mùi máu nồng đậm mạnh mẽ vị thần nhân này đứng dậy dùng hết tất cả lực lượng phát động thần binh của mình một khắc kia có ánh sáng vô cùng nồng đậm mạnh mẽ từ trên đỉnh của tế đàn bạo phát ra trói mắt như vậy khiến người ta khó có thể mở mắt nhìn thẳng chỉ có thể nghe được giọng nói của hắn giống như sấm sét trên không trung qua lại chấn động khai hoàng không ở đây bảo vệ dư âm ta thủ hạ cũ của khai hoàng thiên hoàng tinh đấu tướng sĩ la ngọc của diêu quang bộ lấy thân thể tàn phá này bảo vệ tộc dân ngăn cản người hạ xuống bình giải thần giải ánh sáng bạo phát có nổ lớn kinh thiên động địa truyền đến chấn động khủng khiếp nhất thời từ trên đỉnh cổ tế đàn tràn ra bốn phương tám hướng tư bà bà lập tức mở ra đại la thiên tinh lực trường bảo vệ mình và tần mục sóng khí dâng trào bao phủ lấy bọn họ vòng ánh sáng nồng đậm mạnh mẽ ong một tiếng đảo qua đại la thiên tinh lực trường mặt đất giống như chiếc bánh vỡ bị nướng khét không ngừng lật lên theo vòng ánh sáng nát bấy trên bầu trời một tinh cầu bị tàn phá di chuyển đến nơi đây gây ra sóng lớn ngập trời nhưng nó vẫn đứng vững ở trong sóng biển thiên địa cũng bị lần bạo phát này chặn lại sóng biển lập tức di chuyển về phía sau lũ lụt tràn ngập lần này bạo phát cực kỳ ngắn cũng không lâu lắm xung quanh tế đàn lại khôi phục sự yên tĩnh sông máu bao phủ ở trên tế đàn đã không còn sót lại chút gì trên tế đàn vị thần nhân này cùng chiến kích của hán hóa thành hư ảo tế đàn bị tàn phá hiện lên màu máu vị thần nhân này đã binh giải chính mình nguyên thần tiêu tan hắn sử dụng lực lượng của mình hy sinh cắt ngang trận hiến tế này khiến cho tồn tại cổ xưa do vị ma thần này muốn triệu hoán tới không có cách nào hạ xuống tần mục kinh ngạc nhìn tòa tế đàn dính máu này chậm chạp không có nhúc nhích tư bà bà không nhịn được nói mục nhi đi thôi hắn đã lựa chọn tự mình giải thoát đối với hắn cũng là một chuyện tốt dù sao hắn làm được lời hứa hẹn của mình hoàn thành tâm nguyện chúng ta đi tới tòa tế đàn tiếp theo chỉ mong có thể gặp được tiểu phu thánh nhân tần mục đi theo nàng một đường không nói chuyện Tư bà bà ngược lại cảm thấy không quen, quay đầu lại cười nói. Mục nhi, ngươi đang suy nghĩ gì? Điều này lại không giống với ngươi. Ta đang suy nghĩ, có thể tổ tông của ta, vị khai hoàng kia có khả năng chưa chắc đã là đại anh hùng trong lòng ta tưởng tượng. Tần mục suy nghĩ xuất thần, nói, ta biết mình đến từ vô yêu hương, biết được mình là hậu duệ của khai hoàng, trong lòng lại luôn có một niệm tưởng. Ta tưởng tượng khai hoàng là một vị đại anh hùng đỉnh thiên lập địa, đại hào kiệt, hắn có lý niệm vô thượng, có vô số nhân vật anh hùng đi theo hắn, hắn tất nhiên là dễ gần, đáng kính. Nhưng mà, hắn lắc đầu, im lặng một lát, nói, có thể hắn không phải là người như vậy, có thể, hắn chỉ là một lão nhân tham sống sợ chết mục nát, hắn không có dũng khí như vậy, không có ý chí như vậy, hắn chỉ là trốn ở trong vô ưu hương tiếp tục sống cuộc đời mơ mơ màng màng của mình, có thể hắn phụ vô số anh hùng đi theo hắn, từ bà bà chớp chớp mắt, cười khúc khích nói, mục nhi, người vẫn còn con nít, nghĩ nhiều như vậy làm cái gì, thời điểm ta lớn như ngươi vậy, ừ khi đó lệ thiên hành đã coi trọng ta ta đang tính toán làm thế nào loại bỏ hắn thời điểm thôn trưởng lớn như ngươi vậy còn đang chơi bùn tần mục cười nói thôn trưởng khi đó hơn phân nửa đã bái sư Vị nhân hoàng các đời bồi dưỡng làm sao có thể chơi bùn bà bà ngài lại nói đùa tư bà bà thấy hắn cười cười nói ngươi là hài tử do ta nuôi lớn tuy rằng thời điểm ngươi đái dầm ta đối với ngươi không quá tốt không muốn nuôi ngươi chỉ có điều ngươi lớn lên ta bao giờ cũng lo lắng ngươi rời khỏi ta rời làng đi bao giờ cũng nghĩ người có sống tốt hay không, bao giờ cũng lo lắng người bị tổn hại. Đây có lẽ là tâm tính của cha mẹ, ta không nghĩ người lại lớn lên nhanh như vậy, lại có rất nhiều phiền não, người đáng lẽ là không buồn không lo, đều do thôn trưởng ma quỷ kia cho người làm nhân hoàng cái gì đó. Chờ sau khi trở về, lão nương phải hắt máu chó lên tượng đá của hắn, bọn họ đi tới tòa tế đàn thứ hai gần đó, từ phía xa nhìn lại, chỉ thấy một vị ma thần đang tấn công tòa tế đàn này, nỗ lực cướp đoạt quyền khống chế tế đàn cuộc đại chiến giữa hai vị ma thần có cục diện cực kỳ kinh người phược nhật la sẽ không sợ trong lòng từ phu thánh nhân nổi lên hung ác huyết tế la phủ thiên sao tần mục lắc đầu Từ bà bà buông cái giỏ hoa nhỏ trong tay xuống từ trong giỏ lấy cái kéo ra lại lấy ra mấy mảnh vải rách mười ngón tay tung bay xe chỉ luồn kim khâu lại một bộ trang phục rách cười nói phược nhật la là, là chuẩn bị lấy chút lợi thế để đàm phán đánh chiếm tế đàn càng nhiều đàm phán lại càng chiếm thượng phong lên bộ trang phục rách nàng vừa may xong bay lên lao về phía chiến trường trang phục đó nhào tới tự động mặc lên trên người vị ma thần này vị ma thần này đang cùng thần nhân đại khư trấn thủ tế đàn quyết đấu cho dù hắn có khả năng mắt nhìn sáu đường tay nghe tám hướng nhưng là kẻ địch thật sự quá mạnh mẽ khiến cho hắn không thể không hết sức chăm chú ứng phó trang phục này bay tới hắn không có cảm giác được bất cứ khí tức uy hiếp gì bởi vậy không kịp đề phòng đợi đến khi trang phục khoác lên người lúc này hắn mới phản ứng được dĩ nhiên không kịp bạn đang xem mục thần ký tại kênh youtube di các phim trang phục này của tư bà bà khoác lên người hắn lại nhanh chóng thu nhỏ lại siết chặt lấy lồng ngực của hắn ép tới mức lồng ngực co lại kịch liệt từng cây xương sườn cũng bị siết đến mức vang lên những tiếng rắc rắc trang phục này giống như là mọc ra đầy châm đâm vào trong thân thể hắn cảm giác đau đớn mãnh liệt truyền đến khiến cho hắn khó có thể chịu được vị ma thần này không thở được vội vàng thu nhỏ thân thể thân là ma thần khống chế thân thể lớn nhỏ tất nhiên là dễ dàng như chờ bàn tay nhưng vào lúc này đối thủ của hắn một kiếm quét tới vừa vặn hắn thu nhỏ thân thể ngược lại tránh thoát một kiếm này chỉ có điều hắn thu nhỏ lại món trang phục đó cũng thu nhỏ lại theo vẫn siết chặt hắn phá cho ta thân thể hắn tăng lên món trang phục đó lại không tăng lên theo vị ma thần này nhất thời nghe được tiếng dương sườn của mình vỡ nát không chỉ có xương sườn gãy lục phủ ngũ tạng trong cơ thể hắn cũng gần như đồng thời bị ép vỡ lồng ngực của hắn bị xếp thành kích thước bằng ngón cái bên trong trang phục đều là ngân châm đâm khắp toàn thân phá hủy cơ năng thân thể của hắn dưới tình huống này thân thể tăng lên thật sự có thể nói là tìm chết ở trong nháy mắt khi thân thể hắn tăng lên vị thần nhân đại khư đang cùng hắn quyết đấu này đã một kiếm đâm thủng đầu hắn đóng đinh nguyên thần của hắn vị ma thần này trợn tròn hai mắt máu tươi trong miệng ồ ồ chảy ra âm thanh khàn khàn nói nếu không phải ta bị mặc món đồ nhỏ người không thắng được ta dứt lời hắn tắt thở bỏ mạng món trang phục từ trên thi thể của hắn tự động tách ra bay trở về bên cạnh tư bà bà trang phục tự động phân giải hóa thành từng mảnh vải rách trở lại trong giỏ tần mục nhìn những mảnh vải trong giỏ một chút thử dò xét nói, tay nghề làm trang phục của bà bà ngược lại càng thêm xuất chúng, những mảnh vải này là từ đâu tới, vì sao có thể xếp được thân thể của ma thần, vải dùng gân của thần ma dệt lên, còn có mấy cái gân rồng là do ta nhặt được ở trong đại khư, bởi vì quá ít nên chỉ có thể dệt thành từng mảnh vải mà thôi, tư bà bà cười nói, mấu chốt vẫn là đại dục thiên ma kinh, có thể gán những mảnh vải rách lại, khiến cho ma thần này không thoát được, tần mục chớp chớp mắt, bà bà ngoại trừ làm trang phục ra, còn có thể làm cái gì? còn có thể làm hai cái giày cho tiểu hài nhi chỗ của ta còn có ra may đế giày cho ma thần làm hai cái giày phải vẫn thoải mái tư bà bà lấy ra hai cái đế giày đôi mắt chớp chớp cười nói đi giày nhỏ của ta vào bảo đảm muốn sống không được muốn cười cũng cười không ra mục nhi muốn đi giày nhỏ của bà bà sao không đi khi còn bé ngươi được ta cho đi giày nhỏ quá nhiều chân cũng bị ta ép cho nhỏ lại hai người đang nói vị thần nhân đại khư trấn thủ tế đàn từ phía xa mời nói vẫn mời hai vị đạo hữu lên tụ họp một chút tần mục cùng tư bà bà leo lên tới đàn vị thần nhân này ngọc thụ lâm phong rất tuấn lãng nhìn thấy diện mạo của tư bà bà đạo tâm có phần không vững vội vàng ổn định tinh thần cúi người cảm ơn nói hóa ra là tần giáo chủ vị này chính là đạo hữu thái hoàng thiên sao cảm ơn đã ra tay tương trợ tiền bối nhận ra được ta tần mục kinh ngạc vị thần nhân này cười nói thiên sư đã từng nói về giáo chủ tần mục vội vàng nói thiên sư ở đâu bên kia vị thần nhân này giơ tay lên chỉ về phía xa nói lần qua tòa tế đàn thứ sáu chính là nơi thiên sư chấn thủ ta cần phải ở lại chỗ này bảo vệ tế đàn không thể hộ tống hai vị đi vào thứ tội tần mục cùng tư bà bà từ biệt đi theo hướng ngón tay của hắn chỉ trên đoạn đường đi tới này bọn họ nhìn thấy được các tế đàn khác cũng bị công kích hoặc là đại quân ma tộc giống như thủy trồ tràn về phía tế đàn hoặc là ma thần một mình chiến đấu tranh đoạt quyền khống chế tế đàn tần mục cùng tư bà bà có thể giúp thì giúp không thể giúp lại đi đường vòng qua có một tòa tế đàn đã rơi vào trong tay ma tộc, thần chỉ phía trên chắc hẳn đã bị giết, đây cũng là chuyện khó tránh khỏi. Từ phu thánh nhân lần này nắm lấy vận mệnh của ma tộc, lấy la phủ thiên gia uy hiếp, ma tộc cũng không thể không liều mạng, muốn đoạt lại một ít làm vốn liếng để đàm phán. La phủ thiên nguy hiểm như vậy, vẫn còn có ma tộc sống sao? Tần mục cùng tư bà bà nhìn thấy được rất nhiều thi thể xương cốt của ma thần đứng vững ở trong một ít vùng cấm. Nơi đó khắp nơi đều là những tấm bia đá cao thấp lên xuống, trên bia có khắc văn tự ma tộc, chắc là sử dụng để chống đỡ thiên tai ở đây. Mà người ma tộc lại sinh hoạt ở trong thần tàng của những thi thể xương cốt của ma thần, nghĩ đến sau khi thiên tai phát sinh, có vài ma thần cống hiến thân thể của mình, để cho tộc nhân có thể sống sót. Bà bà, vì sao thế giới ma tộc này sẽ phát sinh thiên tai? Thiên tai ở đây từ đâu ra? Tần mục không giải thích được, ngẩng đầu nhìn về phía tinh cầu đổ nát trên bầu trời. Tinh cầu vô cùng to lớn, trong lúc đang di chuyển, xuất hiện càng nhiều thiên tai, dẫn động tới đất nước phong hỏa trên bầu trời còn có mảnh nhỏ ngôi sao giống như một con rán lửa từ trên cao hạ xuống không biết đập vào đâu từ bà bà lắc đầu nói ta làm sao biết được có thể nơi này là thiên tai thật sự cũng có thể là thần ma sử dụng đại pháp lực di chuyển những tinh cầu này mượn nó giáng kiếp cụ thể là có chuyện gì xảy ra có thể chỉ có tồn tại như phược nhật lam mới có khả năng biết nguyên nhân cuối cùng bọn họ đi tới tòa tế đàn thứ sáu tần mục cùng tư bà bà từ phía xa nhìn lại chỉ thấy khi tức thần ma của tòa tế đàn này chia ra là một đen một trắng ở trên khoảng không của tế đàn trộn lẫn với nhau giống như hai con cá lớn đầu đôi liên kết từ từ bơi qua bơi lại, Phược Nhật la đến, trong lòng tần mục nghiêm nghị, không biết Lục Ly có đến đây hay không, nếu Lục Ly cũng đi tới nơi này, như vậy tiểu phu thánh nhân sẽ có khả năng bị nguy hiểm, hắn nhìn về phía trên tế đàn, hắn có thể nhìn thấy được rất nhiều thần tàng khác nhau, chỉ có điều trên đỉnh của tế đàn ngoại trừ thần tàng của tiểu phu thánh nhân và Phược Nhật la ra, hắn không nhìn thấy thần tàng bước vào thiên cung hoặc ma thần cung, theo Phược Nhật la leo lên tế đàn cũng không có Lục Ly mà một ít đệ tử chưa tu thành ma thần, không có bao nhiêu lực uy hiếp. Ngược lại bên dưới tế đàn có thần tàng của mấy vị thần ma, chắc hẳn Phược Nhật La cũng lo lắng tiểu phu thánh nhân này sinh ý định ác độc, thật sự huyết tế la phù thiên nên để cho ma thần theo hắn đến đây. Tần Mục yên lòng, cùng tư bà bà đi về phía tế đàn thứ sáu. Đến bên dưới tế đàn, Tần Mục nhìn thấy được hắc hổ thần, không khỏi mừng rỡ, vẫy tay về phía hắn. Hắc hổ thần lại làm như không nhìn thấy hắn, trong tay cầm hai búa, khẩn trương nhìn chằm chằm vào hai vị ma thần đối diện này giọng nói của tiểu phu thánh nhân truyền đến tần mục thần chỉ không được lao lên đàn mười vị nữ tử bên cạnh người ở lại phía dưới người ngược lại có thể lên đây tần mục nói vâng tư bà bà không nhịn được nói thánh sư ta là thánh nữ của thiên thánh giáo trước đây ngưỡng mộ thánh sư khẩn cầu thánh sư cho ta thấy mặt một lần trên tế đàn tiểu phu thánh nhân nhô đầu ra nhìn xuống dưới không nhịn được hơi ngẩn ra có chút hoa mắt từ từ nói nữ tử khá lắm suýt nữa làm loạn đạo tâm của ta thiên thánh giáo không có liên quan gì đến ta ngươi cũng đã gặp mặt ta một lần không nên đi lên bằng không tâm cảnh bất ổn tư bà bà chỉ đành phải nói vâng ở lại bên cạnh hắc hổ thần khẽ nói mục nhi sau khi ngươi đi tới không nên phát động phách thể tam đan công nếu như cần phải phát động công pháp cần phải dán lá liễu vàng ở mi tâm bà bà yên tâm ta sẽ để ý tới tần mục sài bước chân lên bậc thang qua thời gian không lâu cuối cùng hắn leo lên tế đàn chỉ thấy phượng nhật lạ cùng tiểu phu thánh nhân từ người ngồi trên cao phía dưới của phược nhật la có mấy người trẻ tuổi triết hoa lê cũng ở trong đó vị tề công tử tề cửu nghi từ thiên đình kia tới không ngờ cũng có mặt chỉ có điều tề cửu nghi có chỗ ngồi của mình hiển nhiên là thân phận của hắn cho phép khiến hắn có tư cách ngồi xuống tần mục đi ra phía trước nhìn về phía từ phu thánh nhân thi lễ một cái lại nhìn về phía phược nhật la chào phược nhật la ngồi ngay ngắn bất động khẽ gật đầu tỏ vẻ trả lễ tần mục lại nhìn về phía tể cửu nghi và triết hoa lê chào hai người đều trả lễ cũng không vì tần mục là đối thủ của bọn họ mà chậm trễ chút nào tần mục đi tới dưới đầu của tiểu phu thánh nhân lại đứng vững phược nhật la tò mò nhìn hắn chỉ thấy tần mục dùng khăn lụa trắng che đi hai mắt mi tâm lại có một con mắt dựng thẳng mở ra bởi vậy có thể nhìn thấy vật hắn cười nói tần tiểu hữu con mắt ở mi tâm của ngươi rất kỳ lạ đồng tử trong con mắt ở mi tâm của tần mục nhìn xuống không nhìn tới hắn phược nhật la cười ha ha nói ngươi không dám nhìn ta chẳng lẽ là sợ ta sao ngươi còn trẻ con gái mới sinh không sợ cọp nếu e ngại ta có tâm ta lo lắng cho tu vi tiến cảnh và đạo tâm của người trong tương lai nào ngẩng đầu lướt mắt nhìn ta xem tần mục nhắm mắt bịt tai tề cửu nghi và chết hoa lê cũng đang quan sát tần mục trong lòng cảm thấy không giải thích được bọn họ không biết vì sao tần mục lại bịt kín đôi mắt của mình hơn nữa bọn họ rất hiếu kỳ về con mắt thứ ba ở mi tâm của hắn tiểu phu thánh nhân nhìn về phía tần mục chỉ thấy hắn gục đầu xuống có chút ủ rũ cười nói tần mục ngươi tới tìm ta là vì chuyện gì vì sao lại bịt kín hai mắt à, ta biết, ngươi lại đối diện cùng phược nhật la, tần mù gật đầu, xấu hổ không thôi. đệ tử cùng mấy vị đại nhân trong nhà, ở thái hoàng thiên cố bày nghi trận, ngăn cản mấy trăm vạn đại quân ma thần của phược nhật la tiền bối, vì vậy lại bị phược nhật la hãm hại. mắt của ta cùng hắn từng đối diện qua, vì vậy liền bị hắn trồng thần thông ở trong mắt ta. nếu soi gương, ta lại sẽ bị hắn bắt đi. ta không biết nên phá giải loại thần thông này như thế nào, vì vậy tới tìm lão sư. tiểu phu thánh nhân cười nói, phược nhật la là tiền bối của ngươi thì đùa với ngươi thôi, hắn lại ở trong này, muốn bắt ngươi không cần sử dụng tới những thủ đoạn nhỏ này đâu. Ngươi cởi khăn lụa ra, xem hắn làm thế nào bắt ngươi đi. Tần mục cởi ra khăn lụa, lộ ra hai mắt, tiểu phu thánh nhân cười nói, ngươi sử dụng cái gương soi một cái, xem thử hắn có thể bắt ngươi đi hay không. Tần mục lấy ra cái gương, ra soi, trong gương nhất thời lại một lần nữa hiện ra bóng dáng của phược nhật la càng lúc càng lớn, đi về phía bên ngoài cái gương, hai tay của tần mục run rẩy, không đỡ nổi cái gương, Phục Nhật La trong gương thật ra là Phục Nhật La trong đôi mắt của hắn, giống như bóng ma sắp nứt lời hắn. Đột nhiên, tiêu phu thánh nhân vung búa đốn củi lên, một búa chém vào trên cái gương trong tay của tần mục. Đối diện, Phục Nhật La kêu lên một tiếng rên rỉ, vi tâm đột nhiên xuất hiện một vết máu. Tần mục giống như chút được gánh nặng, nhất thời áp lực biến mất, chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái. tiểu phu thánh nhân thu hồi dìu đốn củi, cười nói, ta đã nói là Phục Nhật La nói đùa với ngươi, hắn là tiền bối của ngươi, làm sao có thể xuống tay với ngươi lẽ nào hắn lại không lo lắng ta tức giận chém đệ tử của hắn sao mi tâm gương mặt chính của phược nhật la có một dòng máu tươi chảy xuống tới hai bên mũi tách ra chảy xuống ba gương mặt lộ ra vẻ giận dữ bằng hữu cũ ngươi phải biết nếu ngươi tiếp tục giữ vững la phủ thiên ngươi có lẽ có thể không chết nhưng 24 vị đạo hữu của ngươi lại khó thoát khỏi cái chết hắn chuyển qua một gương mặt khác nghiêm nghị nói cũng không phải là ma tộc ta muốn tiêu diệt các ngươi thật sự muốn diệt các ngươi là người khác lấy trí tuệ của ngươi nên biết lợi hại trong đó cần gì khiến cho bọn họ đi chịu chết bọn họ giống như ta là người hẳn đã chết từ lâu từ hai vạn năm trước chúng ta đã nên chết trên sa trường chỉ là ở dưới tình thế cấp bách không thể không sống tạm tiểu phu thánh nhân để búa sang một bên cảm khái nói phược nhật la ngươi biết không nếu là thời đại khai hoàng ma thần nho nhỏ giống như ngươi gọi tới gọi lui đã sớm bị đưa đến trên trạm thần đài chém giết chỉ là hiện tại không thể so sánh với trước ta rất kính phục ngươi cũng biết bản lĩnh và thủ đoạn của ngươi ngươi vẫn không mời người của thiên đình đến đây dựa vào lực lượng của chính mình đánh thái hoàng thiên ta lại biết ngươi không muốn ăn nhờ ở đậu ngươi có trí khí và dã tâm của mình muốn thông qua thái hoàng thiên làm ván cầu nhảy đến khai hoàng thiên đình dã tâm của ngươi rất lớn phược nhật la mỉm cười trượng phu trên đời nếu không có chút lý tưởng cùng bị cá khô phơi nắng có gì khác biệt tiểu phu thánh nhân lắc đầu ngươi có nghĩ tới hay không nếu ngươi chiếm khai hoàng thiên đình ngươi có thể bị tiêu diệt hay không chìm hết cùng tốt cất thỏ khôn chết hầm chó săn ngươi sẽ không thể không hiểu chứ Người đánh tới đại khư, tiêu diệt duyên khang, một khắc kia cũng chính là thời điểm chết của ngươi và tộc nhân của ngươi. Họa diệt tộc gần trong gang tấc, ngươi lấy Phược Nhật La làm danh, người trí tuệ lớn của ma tộc, sẽ không thể không hiểu. Cái cổ của Phược Nhật La vòng vo một chút, đổi thành phía mặt bên phải, ung dung nói, thánh nhân giỏi về công tâm, ngươi xem giống như suy nghĩ cho ta, nhưng thật ra là đang công kích tâm đạo, ngươi nói đạo lý, ta hiểu, nhưng ta cũng biết, ta nhất định phải tìm được cho tộc nhân một con đường sống về phần thiên đình có tiêu diệt ta hay không vẫn là một trong hai khả năng cùng lắm thì ta nằm dạp người làm chó thiên đình vẫn không đến mức giết một con chó chứ gương mặt bên trái của hắn cười nói trượng phu trên đời phải co được giãn được đạo huynh nếu như ngươi cố ý lấy la phủ thiên tới uy hiếp ta ta không cần giết ngươi tất nhiên sẽ có người giết ngươi đạo huynh ngươi cần gì phải làm như thế từ phu thánh nhân lắc đầu nói nếu như ta muốn làm chó hai vạn năm trước đã có thể làm có thể đứng sống ta tình nguyện đứng ánh mắt của phược nhật la chớp động nhưng con người sau khi chết vẫn nằm giống như là một con chó chết tiêu phu thánh nhân cười nói thì nát xương tan hồn không sợ ta nguyện bị chết nát một ít ngươi yên tâm ta sẽ không nằm chết trước khi bọn tần mục đi tới ngươi nói ra điều kiện bảo ta nhường ra một phần lãnh địa của duyên khang cho ma tộc ngươi hiện tại tần mục tới ta có thể nói cho ngươi biết sắc mặt hắn đột nhiên trở nên u ám lạnh lẽo chỉ cần chúng ta sống sót đất đai khai hoàng không nhượng chút nào chân của ngươi đưa đến ta chém đứt chân của ngươi, đầu của ngươi thỏ vào, ta chém đứt đầu của ngươi. Ma tục ngươi dám cả gan tiến vào duyên khang, ta diệt ma tục ngươi. Hắn lạnh lùng nói, đất đai khai hoàng, ngươi cũng đừng có mơ tưởng. Phược Nhật La nghe được lời của hắn, ba gương mặt trong nháy mắt cũng trầm xuống, lạnh như băng nói, vậy chính là không có chuyện gì để nói nữa. Đã như vậy, ký kết giao ước thổ bá thôi. Hắn cầm bút, nhanh chóng viết lời thề, nhẹ nhàng nâng tay, trang giấy bay về phía đối diện tiểu phu thánh nhân tiểu phu thánh nhân cũng viết xuống lời thề cùng hắn trao đổi trang giấy hai người suy nghĩ về lời thề của đối phương kiểm tra có chỗ sơ hở hay không sau đó cầm bút sửa chữa một hồi lại đổi lời thề của từng người trở về một lần nữa cẩn thận kiểm tra một hồi sửa lại chỗ mình không có cách nào tiếp nhận cứ như vậy hết lần này đến lần khác bọn họ cuối cùng xác định ra lời thề của hai bên hai người đứng dậy từng người thề phược nhật la sử dụng chính là ma ngữ tiểu phu thánh nhân sử dụng chính là thần ngữ thần ngữ và ma ngữ đồng thời vang lên hai loại ngôn ngữ từng người có chứa huyền cơ và ảo diệu khác nhau, thậm chí công phạt lẫn nhau. Tần Mục tinh thông hai loại ngôn ngữ, bất luận là thần ngữ hay ma ngữ, hắn đều nghe hiểu được, bất giác nghe đến nhập thần. Đột nhiên không gian chấn động, tế đàn cao như núi non dưới chân bọn họ cũng lay động không ngừng, mọi người trên tế đàn vội vàng đứng vững. Bên dưới tế đàn, Tư bà bà và Hắc Hồ thần đang cùng hai vị ma thần khác giằng co, mặt đất dưới chân bọn họ cũng tự chấn động di chuyển, bốn vị thần ma vội vàng ổn định thân hình, để tránh bị đối phương nhân cơ hội đánh lén tư bà bà lắc đông lắc tây giống như là tu vi cảnh giới chưa đủ liền lùi mấy bước một cái giày thêu bất giác rơi xuống chỉ đành phải dùng một chân ổn định thân hình ma thần cùng nàng rằng có thấy vậy ánh mắt nhất thời sáng lên không để cho nàng kịp phản ứng lại dùng tay nhặt cái giày thêu kia lên giày ở trong tay vị ma thần này lại nhìn chăm chăm vào đôi chân trắng nõn của tư bà bà cười hắc hắc đặt giày ở dưới mũi người tư bà bà giận dữ vươn tay ra cười như không cười đưa giày cho ta vị ma thần này cười ha ha bỏ giày vào trong ngực tiểu mỹ nhân khiến ta thấy cũng phải thương xót giày của nàng ta thu tư bà bà giận dữ cũng cởi một cái giày khác ra tay run giày đập tới người dù gì cũng là ma thần tồn tại cao cao tại thượng thế nào lại cần nhà như vậy vị ma thần này giơ tay lên nhận lấy một cái giày thiêu khác hắn nhìn chằm chằm vào đôi chân trắng nõn của nàng cười hì hì nói tốt được một đôi tiểu mỹ nhân thật là trắng khéo ta cũng có vài thiếp thất nhân tộc nếu như nàng theo ta ta có thể cho người làm bà lớn chỉ cần nàng đáp ứng, trở lại ta sẽ ăn bà mặt vàng nhà ta. Tư bà bà cười khanh khách nói, ngươi ăn bà mặt vàng nhà ngươi, ta cũng lo lắng ngày nào đó ta trở thành bà mặt vàng, ngươi cũng ăn ta, dù sao giày của ta nhỏ, ngươi cũng đi không vừa, giày đương ngươi, hắc hổ thần nhíu mày, thầm nghĩ, nữ tử này có lai lịch gì, nói bừa bãi, ngược lại còn cùng vị ma thần này lướt mắt đưa tình cũng là một người không đáng tin cậy giống như tần sư đệ xung quanh bị bóng tối dày đặc bao phủ bỗng nhiên trong bóng tối có ánh lửa truyền đến đôi sừng nhọn cực lớn từ trong bóng tối bên dưới tế đàn từ từ dâng lên xung quanh tế đàn tối tăm không có ánh mặt trời hai cái sừng nhọn này chín rẽ 18 ngoặt cao vút như đâm vào trong mây vượt xa tế đàn trong lòng hắc hổ thần hoảng hốt bất giác hai cái chùy trong tay rơi trên mặt đất hắn vội vàng nhạt lên ngẩng đầu nhìn hai cái sừng nhọn từ trên mặt đất không ngừng từ trong bóng tối đột ngột nhô lên sau một lúc lâu ảo ảnh thổ bá này mới lộ ra cái đầu hai cái sừng nhọn đã cắm đến độ cao của tinh cầu bên ngoài bầu trời gương mặt giống như mãnh hổ của thổ bá ẩn nấp trong bóng đêm ngọn lửa trong đôi mắt khiến gương mặt lúc sáng lúc tối tế đàn cao lớn nguy nga ở dưới ánh mắt nhìn trong chú của hắn cũng trở nên lúc sáng lúc tối thổ bá đang lặng lặng chờ đợi lời thề của bọn họ đây là ảo ảnh của thổ bá cũng không phải là thổ bá chân chính mà là lực lượng của hắn chiếu hình đến thế giới này chứng kiến hai vị cường giả lập lời thề thổ bá không có cách nào tự mình hạ xuống thân thể của hắn thật sự lớn nếu hạ xuống cái thế giới yếu ớt này cũng không chịu nổi tần mục hưng phấn xông về phía ảo ảnh của thổ bá ra sức vẫy sắc mặt của thổ bá nghiêm nghị xem như không nhìn thấy hắn tần mục tiếp tục hưng phấn ngoắc cao giọng nói ta là ta thổ bá chúng ta đã gặp mặt ta là tần phượng thanh ngài còn phong ấn ta thổ bá tiếp tục làm như không thấy tần mục tiếp tục hưng phấn vẫy khóe mắt của thổ bá run lên trăng nghiêm không cần nói chuyện với ta ta đang làm chính sự chết hoa lê cùng tề cửu nghi đưa mắt nhìn nhau trong lòng ngưng trọng phược nhật la cùng tiểu phu thánh nhân đọc xong lời thề ký kết giao ước thổ bá vị thổ bá to lớn này lướt mắt nhìn tần mục tần mục hưng phấn chờ đợi nói chuyện với hắn tề cửu nghi do dự một chút đi lên phía trước nhìn về phía thổ bá chào thổ bá làm như không nhìn thấy hắn mà nhìn về phía tần mục nói người không nên gây chuyện hắn ném ra một câu nói sau đó chậm rãi chìm về phía trong bóng tối dần dần biến mất để lại tần mục và tề cửu nghi ở trên tế đàn đợi cho sừng nhọn hoàn toàn xuống đất bóng tối cũng dần tàn đi xung quanh lại khôi phục ánh sáng Tiểu phu thánh nhân nhìn chằm chằm vào tần mục, Phược Nhật La cũng nhìn chằm chằm vào tần mục, ánh mắt của chiếc hoa lê cùng tề cửu nghi cũng rơi vào trên người của hắn, thổ bá luôn luôn trang nghiêm, khống chế hình tượng của tử vong, từ trước đến nay nói năng thận trọng, mỗi lần có cường giả lập lời thề, lực lượng của hắn chiếu hình qua chứng kiến, loại khí thế này chính là bóng tối khủng khiếp, ép cho người ta không thở nổi, mà lần này, ảo ảnh của thổ bá không chỉ nói. Hơn nữa hình như rất quen thuộc với tần mục, không thể không khiến người ta nghi ngờ về phía chuyện lập lời thề với thổ bá thổ bá có thể làm việc theo lẽ công bằng, không tồn tại tư tâm hay không. Sở dĩ thổ bá trở thành đối tượng lập lời thề, chính bởi vì hắn không có bất kỳ tư tâm nào. Nếu thổ bá có tư tâm, vậy đặc biệt khủng khiếp, không nhìn ra tần tiểu hữu cùng thổ bá có quan hệ tốt như vậy. Phược Nhật la cười hiếp mắt nói, ba con mắt của tần mục cùng nhau nhắm lại, không nhìn tới hắn, kêu lên một tiếng rên rỉ nói, nếu quan hệ quả thật tốt, hắn cũng sẽ không phòng ấn ta. Phược Nhật la yên lòng, đột nhiên nghĩ đến miếng ngọc bội của tần mục, trong lòng nghiêm nghị ngọc bội chính là do thổ bá phong ấn ngày ấy ta áp chế phong ấn cho nên mới giải phóng ra ma vương kia trong lòng hắn rộng mở trong sáng trong lòng có một tảng đá lớn rơi xuống đất thổ bá tự mình phong ấn xem ra hắn không thể giải được phong ấn kể từ đó lại có thể yên tâm đối phó với hắn chỉ là tiểu tử này không dám nhìn ta đúng vào lúc này bên dưới tế đàn có một tiếng hét thảm truyền đến trong lòng mọi người trên tế đàn nhất thời kinh sợ vội vàng đi tới sát phía ngoài tế đàn nhìn xuống dưới chỉ thấy bên dưới tế đàn một vị ma thần theo phược nhật la đến đây ôm hai chân đau đến lăn qua lăn lại chân của vị ma thần này đi đôi giày thêu nhỏ nhắn giày thêu nhỏ chỉ có ba tấc trong giày đều là kim châm đâm tới khiến cho chân của vị ma thần này máu me đầm đìa thân thể của vị ma thần này trượt lớn trượt nhỏ nỗ lực thoát khỏi chiếc giày thêu nhưng giày cũng theo đó thu nhỏ lại mà không biến thành lớn lúc này xương ngón chân của hắn đã nát hết đau không thể nói được bên cạnh hắc hổ thần cùng một vị ma thần khác lộ ra vẻ mặt hoảng sợ nhìn tư bà bà từng người dịch bước không dám đến gần xương hai cái chân này của ngươi đã hoàn toàn bị gãy tư bà bà cười nhỏ nhẹ khẽ nói ôn nhu khuyên nhủ vẫn là cắt đi nếu đợi đến khi tú hoa châm di chuyển tới tim phổi của ngươi di chuyển tới trong đầu của ngươi vậy sẽ không kịp vị ma thần này đau đến mức toàn thân run rẩy cắn chặt răng lạc giọng nói ngươi lửa ta gây khó dễ tư bà bà kinh ngạc nói bản thân ngươi muốn đi ta chưa từng lừa gạt ngươi trên tế đàn phục nhật la nhíu chân mày nhìn về phía tử phu thánh nhân cười lạnh nói đây cũng là đệ tử của ngươi diễn xuất thật sự giống với đạo huynh đâm sau lưng đả thương người tiểu phu thánh nhân cũng có phần kinh ngạc lắc đầu nói không tính là đệ tử của ta chỉ có điều lực thông minh cơ trí có thể so sánh được với ta phược nhật la hử lạnh một tiếng âm thanh truyền tới dưới đàn mục đồ la thần thông của ngươi không đủ tinh tế không áp chế được kim châm của nàng kéo dài càng lâu tính mạng của ngươi lại càng nguy hiểm chặt hai cái chân đi vì ma thần này đang cố gắng hết khả năng áp chế kim châm từ trong giày thêu đao vào trong mạch máu kim châm trong giày thêu vô cùng nhỏ không thể điều tra nhưng lại giống như là thanh kiếm nhỏ vô cùng linh hoạt chui vào trong huyết mạch của hắn hắn lấy nguyên khí hóa thành các loại thần thông ẩn nấp ở trong huyết mạch chặn đường áp chế nhưng bởi vì là trong cơ thể của mình khó có thể thi triển ra uy lực thần thông cường đại không có cách nào ngăn cản được những kim châm cứu hắn nghe được phược nhật la nói kêu lên một tiếng trong mắt có lệ rơi xuống chặt hai chân xuống chỉ thấy từ miệng vết thương chỗ chân hắn có rất nhiều ngân châm nho nhỏ giống như nước chảy ra thủ pháp luyện bảo của thiên công thần tộc phược nhật la từ những ngân châm này nhìn ra được thủ pháp luyện bảo của thiên công thần tộc thời khai hoàng thiên đình trong lòng thầm cả kinh đột nhiên hắn nhớ tới bên cạnh tần mục ngày ấy còn có một lão hán rèn sắt ngân châm của tư bà bà nhất định là từ tay lão hán rèn sắt này rèn sắt thêu hoa vẽ tranh bán thuốc giả bên cạnh tần mục này đều là một đám người nào vậy phược nhật la cũng không nhịn được cảm thấy có chút đau đầu ngân châm từ trong vết thương của ma thần mục đồ la chui ra lại chui vào trong chiếc giày thêu biến mất căn bản không nhìn ra những ngân châm này giấu ở nơi nào giày thêu lại từ hai cái chân bị chém đứt tách ra bay vào trong giỏ của tư bà bà tư bà bà từ trong giỏ lấy ra đế giày và vải vóc rất nhanh lại may đôi giày thêu mới trên chân lắc đầu nói bạn đang xem một thần ký tại kênh youtube di các phim người làm bẩn giày của người ta còn có mặt mũi lớn tiếng như vậy mà tộc quả nhiên là không nói đạo lý người không cần chân nữa ra trên bắp chân còn được có thể làm một đôi giày hoa văn ở phía trên chính hoa văn trang sức tự nhiên ngươi có thể đưa cho ta không con người ngươi thật tốt ma thần mục đồ la đau đến tê tâm liệt phổi gầm rú hai tay run rẩy vì vết thương ở cái chân gãy của mình để tránh chảy máu nghe nàng nói như thế hắn không khỏi cảm thấy lửa giận tràn vào tim phổi nữ nhân dụng tâm sán rét ngươi oa hắn phun ra một ngụm máu tươi phược nhật la nhíu mày một cái sau đó mạt giãn ra cười nói trên đầu chữ sắc có một cây đao mục đồ la bị chém không oan chết hoa lê các ngươi xuống đi cách nơi này càng xa càng tốt nếu đã ký xong giao ước thổ bá, như vậy ta cũng cần cùng thiên sư từ từ nói chuyện một chút. Từ phu thánh nhân cười nói, tần mục, ngươi cũng xuống, ở đây không phải là nơi các ngươi có thể ở lại. Trong lòng mọi người ngưng trọng, biết sau khi hai người ký kết giao ước thổ bá, không có gánh vác, tất nhiên sẽ ganh đua dài ngắn. Đám người tần mục, chết hoa lê, tề cửu nghi đều đi xuống tế đàn. Chết hoa lê thản nhiên nói, lần trước bị tần huynh và tề huynh liên thủ đánh bại, ta rất không cam lòng, rất muốn lại một lần nữa cùng hai vị tranh đua làm gì có làm gì có tần mục bước nhanh về phía dưới đàn cười nói lần trước ta đánh bại các ngươi chỉ là cơ duyên xảo hợp lần này chỉ sợ lại không có vận khí tốt như vậy ánh mắt tể cửu nghi chớp động nói tần huynh sử dụng tâm cơ tốt thủ đoạn tốt ta quan sát thấy ngươi cùng thổ bá rất thân quen vừa rồi mới nói phong ấn gì đó chẳng biết có thể nói kỹ càng tỉ mỉ hay không tần mục không tự chủ được trổ vào ngọc bội trên ngực nhưng ngay lập tức lại ung dung thản nhiên thả tay xuống cười ha ha nói phong ấn gì ta chưa nói qua tề cửu nghi cười lạnh ba người cùng đi xuống tế đàn bọn họ gần như cùng bước chân đồng thời đi xuống cầu thang không dám để cho hai người khác nhìn thấy được phía sau lưng của mình tần mục cảm thấy vướng tay chân sắc mặt không ngừng thay đổi ngã một lần muốn ở sau lưng hai người này đâm một dao có chút khó khăn hai người bọn họ đều từng bị ta ám toán học được rất nhanh hắc hổ thần liếc mắt nhìn sắc mặt của hắn hừ lạnh nói sư đệ, sắc mặt ngươi lại thay đổi cẩn thận ảnh hưởng đạo tâm chủ công cùng Phược nhật la đại chiến ở đây không phải nơi chúng ta có thể sống yên ổn chúng ta đi mục đồ la ngọc la sát các ngươi cũng muốn theo sau chứ trên trán của mục đồ la có từng hạt mồ hôi lạnh lớn bằng hạt đậu chật vật đứng dậy dưới chân có ma vân khiến cho hắn đứng ở trong vân khí lạnh lùng nói phụ nhân rắn rết làm hỏng hai chân của ta thù này không báo ta có mặt mũi nào trở lại gặp con dân ma tộc tần mục không nhịn được nói vì tiền bối này ta y thuật tốt nếu tiền bối không chê Ta ngược lại có thể giúp người nối hai chân. Cái này gọi là thầy thuốc có tấm lòng cha mẹ. Ta là không thể gặp người khác bị thương. Người xem ở đây chân ai tương đối thích hợp. Người chặt ra, ta giúp người nối vào. Bảo đảm một lát lại vui vẻ. Sắc mặt những người khác biến hóa kịch liệt, từng người lui về phía sau một bước để tránh bị mục đồ la chém nứt hai chân. Mục đồ la nhịn đau, cười hì hì nói: Tiểu quỷ, người nghĩ rằng ta sẽ tin tưởng người sao? Ta cho dù chém chân của bọn họ cho người nối, người cũng sẽ hạ độc ta. Tần mục vào đầu thầy thuốc có tấm lòng cha mẹ phi câm miệng tần mục thở dài thần thái tiêu điều người không biết ta là lòng dạ cha mẹ ta biết người tâm địa tốt không muốn chém đứt hai chân tộc nhân của mình chính là tề cửu nghi tề huynh cũng không phải là tộc nhân của ngươi ngươi có thể chém hai chân của hắn tề huynh ta không phải là nhằm vào ngươi chỉ là đang nghĩ cách sắc mặt tề cửu nghi đại biến hai chân căng thẳng thản nhiên nói tần huynh không cần giải thích ta hiểu hắc hổ thần cùng tư bà bà một bước đi về phía xa trước tần mục vội vàng đuổi theo mục đồ la liếc nhìn hai chân của tề cửu nghi tề cửu nghi lại cảm thấy hai chân căng thẳng thản nhiên nói ta đến từ thượng giới mục đồ la người đắc tội không nổi đâu hơn nữa người tinh thông y thuật cũng tinh thông độc thuật nếu như ngươi tin lời của hắn ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ mục đồ la cưỡi ma vân đuổi theo ngọc la sát cười lạnh nói phụ nhân sán rít bỏ cạp kia tôn vương đánh với thiên sư một trận chúng ta cũng đánh một trận ngươi đừng hỏng mơ tưởng rời đi tư bà và quay đầu lại thản nhiên cười mục đồ la nhất thời si mê cười hi hì nói, ngươi cười có dễ nhìn mấy cũng là vô dụng, ta nhất định sẽ bắt ngươi, khiến cho ngươi cam tâm tình nguyện làm phu nhân của ta. Bên cạnh hắn, Ngọc La Sát nổi giận, hạ thấp giọng nói, mục đồ la, ngươi trong lòng có từ bi, không đành lòng giết nàng, nàng giết ngươi cũng sẽ không có nửa điểm giao dự. Mục đồ la lắc đầu nói, nàng sẽ không giết ta, nàng vừa cười với ta, ta từ trong nụ cười của nàng nhìn thấy được một tia ái mộ. Ngọc La Sát lạnh như băng nói, đạo tâm của ngươi đã bị ma nữ này phá hủy, ngươi tỉnh táo chút đi đợi lát nữa người đối phó hắc hổ ta tới giết nàng mục đồ la do dự một chút chỉ đành phải gật đầu hắn cũng nhận thấy được trạng thái của mình có chút không đúng mình rõ ràng bị ma nữ này dùng quỷ kế phải chặt mất hai chân nhưng chẳng biết tại sao hết lần này tới lần khác không hận nàng nổi không những không hận nổi nàng nhăn mày cười một tiếng hết lần này tới lần khác tác động tới trái tim mình ảnh hưởng đến phán đoán của mình lại giống như ở bên trong đạo tâm của hắn khiến cho hắn có một loại cảm giác rơi vào tình yêu cuồng nhiệt loại tình huống này rất nguy hiểm có thể để cho ngọc la sát đi đối phó với nàng sẽ là sự chọn lựa tốt nhất ngọc la sát người không nên giết nàng mục đồ la hoàn toàn nghiêm túc nói người cũng biết ta rất khó động tâm một khi động tâm chính là đến chết không thay đổi người đánh bại nàng phải giữ lại tính mạng của nàng ngọc la sát cắn răng hử lạnh một tiếng tần mục chớp chớp mắt thầm nghĩ đây chẳng lẽ là chủng ma đạo tâm từ trong đại dục thiên ma kinh hóa ra bà bà trồng vào trong đạo tâm của mục đồ la từ khi nào vậy bọn họ chạy vội hơn ngàn dặm hắc hổ thần đột nhiên dừng bước hắn nhìn bốn phía chỉ thấy ở đây là một cảnh tượng ngày diệt vong đất nước phong hỏa điên cuồng phun ra không ngừng ở phía xa còn có một tinh thạch cực lớn rơi xuống từng viên từng đống tối đen như mực địa từ nguyên lực vạn vẹo trên dưới chẳng phân biệt được lại ở trong này đi hắc hồ thần cười ha ha nói ma tộc đạo hữu ta cảm thấy ở đây rất tốt bất luận là chôn thi thể của các người hay chôn thi thể của chúng ta đều là phong thủy bảo địa sư đệ các người qua bên trên quả cầu đen kia để tránh ảnh hưởng đến các người Ngọc La Sát cùng Mục Đồ La đi lên phía trước, Ngọc La Sát cười lạnh nói, trên mảnh đất này đã chôn cất quá nhiều ma tộc, ở đây chỉ có thể chôn thi thể của các ngươi. Tư bà bà dặn Tần Mục, nói, con mắt thứ ba của ngươi vẫn lộ ra, nhanh chóng dán lá liễu vàng lên, không nên tùy ý dùng tới nó. Nàng suy nghĩ một lát, lại phân phó nói, nếu thật sự đánh không nổi, vậy thì lột ra, dùng một chút chắc hẳn cũng không có gì. Tần Mục cười nói, ta chỉ là qua bên kia cùng mấy vị sư huynh này tâm sự, không có nguy hiểm gì. Tư bà bà vẫn không yên lòng, nói, chết hoa lê thì thôi, nhưng ngươi phải cẩn thận tề cửu nghi. Công pháp của hắn đặc biệt lợi hại nhưng tốc độ đại thần thông phát động có hơi chậm, ngươi này lòng dạ khó lường, nhìn chằm chằm vào ngực của ngươi. Ngươi có thể nhân lúc hắn không chú ý, giết chết hắn trước, sau đó đối phó với những người khác lại dễ dàng hơn rất nhiều. Tần mục trịnh trọng gật đầu, vẫy vẫy tay, đi về phía tinh thạch bên kia, tề cửu nghi sóng vai đi cùng hắn, thản nhiên nói, tần huynh, ta đều nghe được, ngươi muốn ám toán ta không có dễ dàng như vậy đâu tần mục nghiêm mặt nói tề huynh nói gì vậy tần mỗ thuở nhỏ đọc sách đọc thuộc lời thánh nhân nói luôn luôn quang minh lỗi lạc sao có thể lại tập kích bất ngờ lần này chúng ta chỉ nói chuyện phong hoa tuyết nguyệt không nói chuyện chiến sự lưng chiếc hoa lê mang yêu đao đi tới bên trái của hắn mỗi một chân bước ra đều giống như là được đo lường trước vậy thản nhiên nói lần trước hai vị liên thủ đánh bại ta trong lòng ta rất không phục khó có được một lần lại tập trung lại một chỗ tất nhiên phải tranh đấu một hồi tần mục cười nói đánh đánh giết giết còn ra thể thống gì mấy vị sư huynh bên kia các ngươi cũng đi cùng đi đợi tới khi thần ma khai chiến chúng ta sẽ bị vạ lây thành những con cá trong chậu mất phía sau còn có hai vị thần thông giả ma tộc nghe hắn nói vậy bọn họ đi lên phía trước mọi người cùng nhau đi về phía tinh thạch hơn phân nửa đã biến mất ở trong mặt đất hai vị thần thông giả ma tộc này đi tới gần lúc này mới cảm giác được không ổn tần mục chiết hoa lê cùng tề cửu nghi khí cơ giao tranh dẫn dắt lẫn nhau cũng khiến hai người bọn họ bị liên lụy vào trong đó thần pháp bộ pháp của ba người tần mục chết hoa lê tề cửu nghi không ngừng biến hóa khí tức cũng đang không ngừng biến hóa từng hành động cử chỉ của thân thể ngầm chứa huyền cơ công phạt đạo tạng ẩn giấu ở bên trong liên lụy đến thần thông biến hóa khí cơ biến hóa tuy rằng không nhìn ra sát ý nhưng sát ý giấu giếm năm người này đi về phía trước bước chân của tần mục chết hoa lê và tề cửu nghi trầm ổn như cũ không loạn chút nào mà hai vị thần thông giả ma tộc phía sau bước chân lại dần dần loạn cả lên lắc đông lắc tây lảo đảo giống như say rượu vậy đợi đi ra được ba năm dặm sắc mặt của hai vị thần thông giả ma tộc đỏ lên lại đi ra thêm ba tới năm dặm nữa hai vị thần thông giả ma tộc đột nhiên mở miệng nôn ra máu lảo đảo chạy nhanh theo sau lưng ba người lại đi ra thêm ba dặm hai vị thần thông giả ma tộc đã nôn sạch máu trong cơ thể đột nhiên một nhân nguyên thần thiêu đốt hóa thành một hỏa nhân khí tuyệt bỏ mình thi thể nằm trên mặt đất trong khoảnh khắc bị thiêu đốt thành một đống than hình người lại đi ra thêm mấy chục trượng một vị thần thông giả ma tộc khác hai chân gãy xương ngã nhào trên đất bịch một tiếng đầu nổ tung nguyên thần văng tung tóe tần mục nhướng nhướng mày lông mỉm cười nói hiện tại không có bọn họ làm phiền chúng ta có thể từ từ nói chuyện trên trán của chết hoa lê cùng tề cửu nghi xuất hiện mồ hôi lạnh khóe mắt giật loạn ba người khí tức giao tranh đều có chút đâm lao phải theo lao tề cửu nghi cùng chết hoa lê cũng không phải là một lòng cũng đấu kỹ với nhau bởi vậy tần mục mới có thể thuận lợi kéo chết hai vị thần thông giả ma tộc kia nhưng nếu bọn họ đồng lòng hợp lực đối phó với tần mục như vậy tần mục căn bản không có khả năng đắc thủ nhưng mà bọn họ hết lần này tới lần khác không có khả năng liên thủ tề cửu nghi cười lạnh nói tần huynh vẫn phải nói một chút vì sao còn muốn bày bố cục kéo chết hai vị sư huynh ma tộc kia trước chỉ có điều kiến thức tầm mắt của ngươi và ta không khác biệt lắm ngươi muốn kéo chết chúng ta cần phải đi hết một năm hai năm ba người bọn họ đi tới bên cạnh tinh thạch cực lớn kia ở đây địa từ nguyên lực thay đổi ba người nhấc chân rơi vào trên quả cầu này, không tốn sức chút nào lại có thể đi lại giống như trên đất bằng, vẫn vững vàng. Ở trên quả cầu lớn này, La Phủ Thiên dường như biến thành một bức tường dựng thẳng, đương nhiên tầm cao của nó là không thể đo lường, dài không thể đo lường, dày cũng không thể đo lường, loại cảnh tượng kỳ lạ này không thể tưởng tượng nổi. Tần Mục ngẩng đầu nhìn về phía La Phủ Thiên, từ ngọn tế đàn hình thái chữ kim đứng vững ở nơi cực xa, xuyên qua mây mù mỏng manh, ngờ ngợ có thể nhìn thấy được chỗ tỏa tế đàn của tiểu phu thánh nhân cùng Phượng Nhật La thiên địa của la phủ thiên giống như là một bức tranh dựng thẳng rất nhiều nơi chỉ có màu đen và màu trắng không có những sắc thái khác từ ngọn núi lửa lớn bạo phát giống như là pháo hoa chúc mừng ngày lễ tô điểm thêm cho bức tranh sơn thủy này không đến mức quá đương điệu bọn họ còn có thể nhìn thấy được mảnh nhỏ ngôi sao trên bầu trời rơi từng con rán lửa hết đợt này tới đợt khác từ trên trời rơi xuống thoạt nhìn tốc độ rất chậm nhưng trên thực tế lại nhanh đến mức đáng sợ Chủ tế đàn của tiểu phu thánh nhân cùng phược nhật là cách chỗ bọn họ tới ngàn dặm xa cho dù nhìn thấy được cũng chỉ là một điểm nhỏ bé nhưng mà hắn lại có thể nhìn thấy được tia sáng và vân khí từ nơi đó truyền đến tế đàn tuy rằng thoạt nhìn nhỏ nhưng ánh sáng cũng rất mạnh mẽ giống như là một mặt trời nhỏ đột nhiên dâng lên nhưng so với ánh mặt trời phải mạnh mẽ hơn rất nhiều cho dù là ở chỗ này cũng cảm giác trái mắt mà ở chỗ của hắc hổ thần và tư bà bà cục diện chiến đấu lại rất mạnh mẽ mọi cử động của bốn vị thần ma đều có thể nhìn thấy rất rõ ràng tần mục dừng bước lại chiết hoa lê cùng tề cửu nghi cũng không hẹn mà cùng dừng bước lại ba vị thiếu niên đứng ở trên một tinh thạch cực lớn này nhìn ra bốn phía ở đây trời cao mê nhạt khiến cho người ta cảm giác vui vẻ thoải mái là một địa phương tốt khó có được đột nhiên một viên tinh cầu khổng lồ di chuyển về phía bên này viên tinh cầu kia có vẻ vô cùng to lớn hình như bất cứ lúc nào có thể rơi xuống nó đi qua nơi nào bầu trời trở nên vặn vẹo mặt đất không ngừng nhô ra ngàn núi vạn khe nhanh chóng xuất hiện cục diện cực kỳ đáng sợ phía xa hắc hổ thần tư bà bà cùng mục đồ la Ngọc La Sát bất chợt xuyên qua dãy núi vừa đột ngột từ mặt đất nhô lên, ra tay độc ác về phía đối phương. Triết Hoa Lê có biết vì sao La Phủ Thiên lại biến thành tình trạng như vậy hay không? Tần Mục Hiếu Kỳ nói, Triết Hoa Lê do dự một chút, nói, ta từng nghe Phược Nhật La Sư Phụ nhắc qua về nguyên nhân cụ thể trong đó. Phược Nhật La Sư Phụ nói là có dị tinh đột nhiên tới, dừng lại ở trên không trung của La Phủ Thiên, khiến không gian vạn vẹo, tạo thành thiên tai. Từ đó về sau, La Phủ Thiên lại biến thành không có cách nào sinh tồn. Hắn nói tới dị tinh, chính là những tinh cầu đổ nát trên bầu trời. Từ góc độ của bọn họ nhìn qua, chúng có vẻ đặc biệt khổng lồ, thậm chí có thể thấy rõ ràng sông núi trên tinh cầu. Ta với sư phụ tuy rằng không phải cùng chủng tộc, nhưng là có thể cảm nhận được tâm niệm, tấm lòng son của hắn. Hắn nghiêm nghị nói, nghe Phược Nhật La Sư Phụ nói, hắn vốn cũng không phải là tôn vương của ma tộc. Lúc đó tôn vương dẫn đầu rất nhiều ma thần đi tới dị tinh trên bầu trời, nỗ lực đánh vỡ dị tinh, hoặc đẩy chúng rời xa khỏi La Phù Thiên chỉ có điều trên dị tinh có rất nhiều tồn tại đáng sợ lúc đó tôn vương và những ma thần đó đi tới dị tinh lại không thể trở về phược nhật la sư phụ nói sau đó hắn lại đi dị tinh phát hiện tôn vương trước đây cùng tồn tại đáng sợ nơi đó đều chết trận tần mục không giải thích được nói như vậy phược nhật la vì sao không có nỗ lực đánh nát những dị tinh đó trái lại phải tiêu tốn hai vạn năm đi đánh thái hoàng thiên khiến cho nhiều ma tộc và nhân tộc phải chết như vậy chết hoa lê lắc đầu nói hắn giữ kín như bương không có nói tỉ mỉ Tần Mục nhìn về phía Tề Cửu Nghi, dò so hỏi, Tề Huynh là khách từ thiên đình đến, đối với những dị tình có biết chút gì hay không? Tề Cửu Nghi đau muốn nói, viên tinh cầu khổng lồ đã đi tới trên không trung của bọn họ, ba người nhất thời chỉ cảm thấy thân thể chợt nhẹ bỗng, thầm nghĩ một tiếng không xong. Tần Mục vội vàng phát động kiếm hoàn, kiếm quang lớn giống như cây cột, đâm về phía tinh thạch dưới chân bọn họ, nỗ lực cố định bước chân của mình. Cùng lúc đó, chết hoa lê cũng đâm yêu đao về phía tinh thạch, hai chân của Tề Cửu Nghi hất vang dày ra hóa thành bóng gà, răng rắc chụp vào tinh thạch, nỗ lực bám vào tinh thạch không để cho mình bị địa tử nguyên lực của dị tinh hút đi. Nhưng ngay lập tức, trên trán ba người xuất hiện mồ hôi lạnh, kiếm quang kiếm hoàn của tần mục bị tinh thạch bắn bay đi. Yêu đao của chết hoa lê cũng không có cách nào cắm vào tinh thạch được nửa phần. Móng vuốt của tề cửu nghi tuy rằng lợi hại nhưng tinh thạch thật sự cứng rắn, gần như khiến móng vuốt của hắn bị gãy. Vô, địa từ nguyên lực hình thành cơn lốc điện quang, giống như là cực quang ở trên băng nguyên phía bắc bộ của Duyên Khang vậy, nhẹ nhàng đào qua, ba người không không chế được, bay lên giữa không trung. Ba người thiếu niên gặp nguy không loạn, từng người phát động công pháp, thì triển thần thông, nỗ lực chạy ra khỏi cơn lốc do nguyên từ điện quang này hình thành. Tần mục hiện ra hình thái của huỳnh hoặc tinh quân, đầu châu thân người, chân đạp hai đường hỏa long, cùng dẫn theo hắn gào thét bay ra ngoài. Chết hoa lễ tế đao, hàng vạn hàng nghìn đao quang chớp hiện, nỗ lực phá vỡ cơn lốc. Bên kia, thân thể của tể cửu nghi lai động hóa thành một con phượng hoàng chín đầu, vô cánh bay, tốc độ cực nhanh thậm chí còn nhanh hơn cả tần mục cùng chết hoa lê chỉ có điều mặc dù bọn họ là cao thủ đứng đầu thế hệ trẻ tuổi cũng không có cách nào thoát khỏi cơn bão nguyên tử này bị cơn lốc cuốn theo càng lúc càng cao hồ sư huynh ra chú ý xấu bảo chúng ta tới đến trên tinh thạch này ở đây đứng rất cao chúng ta bị địa từ nguyên lực của dị tinh bắt được trên trán của tần mục xuất hiện mồ hôi lạnh hắn đột nhiên hít một hơi thật dài cuốn hết không khí xung quanh vào bên trong lồng ngực nếu không có cách nào chạy ra khỏi cơn bão nguyên tử như vậy chỉ có thể chờ đợi nhìn cơn lốc này có giảm bớt hay không trên không trung không có không khí cho nên cần phải hít một hơi dấu ở trong lồng ngực trước cũng may thực lực của hắn đã không quá kém trong lồng ngực có thể chứa càng nhiều không khí hơn một hơi này chứa ở trong lồng ngực có thể bảo đảm một ngày không cần hít thở cho dù là bị đưa đến trong chân không cũng có thể tạm thời giữ được tính mạng tề cửu nghi cùng chết hoa lê cũng hít sâu hai người bọn họ cũng là kẻ thông minh hơn người giống như tần mục rất nhanh đã nghĩ đến chỗ mấu chốt cơn bão lốc nguyên từ cuốn bọn họ càng bay càng cao tinh thạch cùng la phủ thiên phía dưới trở nên càng lúc càng xa trên đầu tần mục xuất hiện mồ hôi lạnh bởi vì ở trên đỉnh đầu bọn họ chính là vô số sấm sét đang di chuyển tự do sang rác một đạo sấm sét thoáng động bổ về phía hắn nhất thời giống như là chọc vào tổ ong vò vẽ vậy vô số sấm sét đột nhiên xuất hiện hình thành một mảnh đại dương sấm sét mênh mông tần mục ném kiếm hòa lên từng thanh phi kiếm bay lượn xoay quanh toàn thân đột nhiên hóa thành một quả cầu kim loại với phạm vi hơn trượng bao quanh tần mục ở bên trong ngăn cả lôi quang từng đợt sấm sét đánh vào trên kiếm hoàn kiếm hoàn phát ra âm thanh xèo xèo bị thiêu đốt đến đỏ bừng bất cứ lúc nào cũng có khả năng bị dung hòa bên kia hai người tề cửu nghi cùng chết hoa lê cũng không tốt hơn sấm sét cuồn cuộn nhấn chìm ba người sau một lúc lâu lôi quang tản đi tần mục vội vàng thu kiếm hoàn chỉ thấy cơn bão lốc nguyên tử vẫn còn đang tồn tại vẫn cuốn bọn họ giống như là con sán bơi qua bơi lại ánh sáng chói mắt cực rộng trong thời gian ngắn lại biến đổi ra nhiều loại màu sắc nhưng mà tần mục ngẩng đầu nhìn lên trái tim dần dần trầm xuống chỉ thấy bọn họ đã cách xa la phủ thiên tiến vào trên bầu trời của dị tinh nguy rồi tần mục cảm thấy ra đầu tê dại đột nhiên nhìn thấy được màu xanh sông núi trên dị tinh chợt hán thoáng yên lòng một chút nơi này có cây cối hoa cỏ nói rõ phải có không khí chỉ là không biết không khí có thích hợp cho nhân tộc hít thở hay không vu bọn họ bị ném ra khỏi cơn bão lốc nguyên từ ba người lan một hồi bay ra rất xa lúc này thân hình mới ổn định ở trên không trung ba người thiếu niên đứng trên không trung đưa mắt nhìn nhau chín cái đầu của tề cửu nghi lay động dần dần thu về phía trong lồng ngực chỉ còn lại có một cái đầu hóa thành hình người chúng ta làm thế nào mới có khả năng trở lại la phủ thiên ba người nhìn lại về phía la phủ thiên không nhịn được cảm thấy ra đầu tê dại đã không nhìn thấy la phủ thiên nữa không sai la phủ thiên biến mất chỉ còn lại có tinh không tối tăm ba người liếc mắt nhìn nhau đều nhìn ra từ trong mắt đối phương sự kinh hoàng và bất an dị tinh vận hành ở bên ngoài bầu trời của la phủ thiên không ai biết được ngôi sao này khi nào mới có thể lại một lần nữa vận hành đến trên không trung của la phủ thiên tần mục nhanh chóng lấy ra linh binh tính toán chuẩn bị tính toán chu thiên tinh đấu suy tính viên dị tinh này khi nào mới có thể lại một lần nữa đi tới la phủ thiên đột nhiên hắn giật mình hắn ngẩng đầu nhìn về phía ngoài bầu trời ngôi sao bên ngoài cùng duyên khang hoàn toàn khác biệt nói cách khác hắn từ trong đạo môn học được chu thiên tinh đấu thuật số trận liệt hoàn toàn vô dụng hắn ngược lại có thể dựa vào quan sát tình tượng vận hành suy tính ra tất cả quỹ tích vận hành vì sao trên bầu trời của viên dị tinh này tính ra tinh thuật số trận liệt nhưng cần thời gian ít nhất là một năm mới có khả năng tính ra trong lòng tần mục hoàn toàn lạnh lẽo một năm của viên dị tinh này rốt cuộc là thời gian bao lâu là mấy tháng của duyên khang hay mấy năm mấy trăm năm hoặc là mấy nghìn năm tề cửu nghi nhìn lại xung quanh đột nhiên ánh mắt nhất thời sáng lên đi về phía xa nói bên kia có dấu vết chiến đấu lưu lại hai vị chúng ta tốt nhất đi qua xem thử nói không chừng có thể tìm được biện pháp rời đi tần mục cùng chết hoa lê bước nhanh đuổi theo quả nhiên thấy di tích chiến đấu kinh người đây thuần túy là thần ma đại chiến có đỉnh núi bị cắt đứt có mặt đất xuất hiện trường ấn năm ngón tay hóa thành hồ nước có thi thể ma thần to lớn nằm ở trong chiến trường máu thịt đã hóa đi chỉ còn lại có xương trắng phía xa một tòa thần điện cực lớn đứng sừng sững ở trên núi thần cao lớn nguy nga trắng lệ hình như không có bị phá hủy tần mục hơi ngần ra đột nhiên dừng bước thân hình phóng lên cao chết hoa lê cùng tề cửu nghi thấy thế, thế cũng vội vàng bay lên trên không trung cảnh giác hết nhìn đông tới nhìn tây tần huynh phát hiện ra cái gì nguy hiểm sao tề cửu nghi liếc mắt nhìn dò hỏi tần mục không trả lời từ trên cao nhìn xuống sông núi địa lý xung quanh trong lòng hắn thoáng chấn động thế sông núi của dị tinh này nhìn rất quen mắt hắn không khỏi nhớ tới đại điện thung lúc bên ngoài hai thuyền bình ngạn cái đỉnh lớn chảy ra cát vàng của khai sơn tổ sư thiên thánh giáo huyên hóa ra rất nhiều địa lý đồ sông núi địa lý của dị tinh này chính là một bức địa lý đồ trong đó trên địa lý đồ có dấu hiệu của một ngôi thần điện chắc hẳn chính là thần điện trên núi thần phía trước này đại sư huynh đã tới ở đây hắn có thể lại ở trong này hay không tần mục lấy lại bình tĩnh khai sơn tổ sư sử dụng đỉnh lớn vẽ ra rất nhiều bức địa lý đồ bản vẽ thứ nhất khiến cho tần mục tìm được nơi thanh hoang lão nhân ẩn cư ở trong đại khư hoàn toàn giải quyết được vấn đề phức tạp của văn tự của long tộc một bức địa lý đồ này lại sẽ khiến hắn có phát hiện gì vừa rồi ta khả năng nhìn nhầm tần mục thẹn thùng nhìn về phía hai người nói ta còn tưởng rằng là thần thông thần ma còn sót lại không sao chúng ta tiếp tục đi tề cửu nghi cùng chết hoa lê nửa ngờ nửa tin tề cửu nghi ho khan một tiếng nói nơi này là dị tinh ai cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì nếu tề huynh có phát hiện tốt nhất nói thẳng mọi người đồng tâm hiệp lực mới có khả năng sống sót rời khỏi nơi đây a à, tề cửu nghi nhìn núi thần càng lúc càng gần kinh ngạc không hiểu ánh mắt chết hoa lê chớp động tề huynh lại phát hiện ra cái gì ngọn núi này người không cảm thấy rất quen thuộc sao Tề Cửu Nghi khẽ nói, Triết Hoa Lê nhìn về phía núi thần này, trong lòng đột nhiên thoáng động, gật đầu, rất giống với ngọn núi thần trong thiên đình, chỉ có điều ngọn núi này chắc hẳn không phải là thật. Tề Cửu Nghi nhìn về phía tần mục trước mặt, lộ ra vẻ tươi cười, khẽ nói, không cần nói cho hắn biết, chúng ta nắm chắc phần thắng, ba người tần mục. Tề Cửu Nghi và Triết Hoa Lê hạ xuống trước ngọn núi thần, núi thần trang nghiêm, tràn ngập một cảm giác bất phàm, từng hào quang màu kim hoàng vây quanh ngọn núi nhẹ nhàng gột rửa, khiến người ta có cảm giác ngước mắt nhìn núi cao, không dám trực tiếp bay tới. Bọn họ lựa chọn đi bộ, núi thần này có bậc thang chạy thẳng tới đại điện Kim Đình, chắc hẳn là phát sinh qua chiến đấu cực kỳ thảm khốc, trên thềm đá loang lổ đầy những vết máu. Máu là từ phía trên chảy xuống, máu của thần ma rất khó khô cạn, cho dù là từng trải một hai vạn năm cũng sẽ tản ra chấn động kinh người, nhưng mà máu của thần ma ở đây lại sói mòn tinh khí, biến thành từng mảnh vết máu màu nâu nhìn thấy mà giật mình, kỳ lạ chính là ở đây cũng không có dấu vết chiến đấu lưu lại. Tần Mục phát động vô ưu kiếm, hung hăng đánh về phía núi thần. Ánh lửa vang ra khắp nơi, hai tay của hắn bị chấn động tới mức tê dại, nhưng lại không có để lại bất cứ dấu vết gì. Ngọn núi thần này hình như có một lực lượng vô danh chuyển động ở bên trong thân núi, bảo vệ núi thần. Tôn vương của La phủ thiên trước đây và rất nhiều ma thần xông đến nơi đây cũng không thể lưu lại vết tích ở trên núi thần. Ngọn núi thần này có lai like lịch thế nào? Tần Mục không hiểu chút nào. Chết Hoa Lê cùng Tề Cửu nghi liếc mắt nhìn nhau, hai người ngầm hiểu, không nói gì. Ánh mắt của chiếc Hoa Lê chớp động thầm nghĩ, bạn đang xem mục thần ký tại kênh youtube gì các phim. Ngay cả Tôn Vương cũng không có cách nào lưu lại vết tích ở trên ngọn núi thần này, ngọn núi thần này thật sự là giả sao, có chút không giống lắm. Bọn họ tiếp tục đi về phía trước, phía trước xuất hiện một thi thể xương cốt thần mang ngã xuống, máu thịt không còn. Tần mục bước nhanh đi tới trước mặt, quần áo trên thân bộ hài cốt này đã mục nát, máu thịt cũng đã giữ nát. Thi thể xương cốt có ba xương gáy, ba cái đầu, hướng về ba phương hướng khác nhau, hắn có sáu cánh tay trong tay từng người cầm lấy một thanh thần binh một vị thần chết trận mắt tần mục sáng như tuyết lập tức chụp vào một thanh mãnh hổ tôn tử oanh chỉ có điều bàn tay của hắn vừa chạm vào thanh tử oanh này thần binh đột nhiên hóa thành cho bụi tần mục ngần người ra chỉ thấy thi thể xương cốt cầm tử oanh đã hóa thành bụi bạm không ngừng tan rã rất nhanh bộ hài cốt này hoàn toàn nát bấy kể cả vài thanh thần binh khác cũng vỡ nát đầy đất chết hoa lê đi lên phía trước nghi ngờ nói chẳng lẽ là bị đối thủ của hắn chấn động thành bột tề cửu nghi lắc đầu đột nhiên các đầu ngón tay một giọt máu màu kim hoàng chảy xuống rơi ở trên thềm đá chỉ thấy giọt máu này của hắn đang nhanh chóng khô cạn hình như bị thềm đá hấp thù tất cả tinh khí sắc mặt của tề cửu nghi nghiêm trọng nghiêm nghị nói là ngọn núi thần này hút đi tất cả tinh khí của hắn ngay cả tinh khí trong thần binh cũng không thể giữ lại được tần mục hoàn toàn nghiêm túc nói tề huynh chúng ta hiện tại cùng bị cuốn vào dị tinh các ngươi nếu như biết cái gì không ngại nói ra mọi người liên hệ một chút nói không chừng lại có thể tìm ra cách rời khỏi đây vết thương ở đầu ngón tay tề cửu nghi tự động khép lại hắn lắc đầu cười nói ta là lần đầu tiên hạ giới đối với thế giới này làm sao biết được cái gì tần huynh không nên nói đùa tần mục nhìn vết thương ở đầu ngón tay của hắn trong lòng rét lạnh vết thương tự động khép lại không cần đan dược trị liệu đây là tác dụng từ công pháp của hắn hay tác dụng đặc biệt của thể chất hắn trong lòng chết hoa lê cũng thầm cả kinh ba người bọn họ ở trước bức tranh thần thành đánh một trận tề cửu nghi thương thế nặng nhất bị tần mục cùng hắn đánh thành trọng thương lại bị tần mục đâm một kiếm suýt nữa thần chết đạo tiêu nhưng mà lúc này mới mấy ngày tề cửu nghi lại khôi phục lại giống như lúc ban đầu tu vi không có suy giảm chút nào hơn nữa còn có phần hơn trước ba người theo đuổi tâm tư của mình tiếp tục đi về phía trước trên thềm đá đầy những thi thể xương cốt thần ma lớn nhỏ có vài thi thể là đến từ ma thần của ma tộc có vài thi thể lại là thần trì phàm là thần trì đều là ba đầu sáu tay hình thái thi thể xương cốt gần giống như vậy chắc là cùng một chủng tộc thi thể xương cốt của bọn họ và binh tinh khí thần binh của ma thần đều bị ngọn núi thần này hút đi hoàn toàn không tồn tại vừa chạm nhẹ lại sẽ hóa thành cho bụi Triết hoa lê quan sát những thi thể xương cốt của thần chỉ ba đầu sáu tay khẽ nhíu mày hắn nhìn về phía tể cửu nghi khẽ nói những hài cốt này là thần tộc trong thiên đình sao tể cửu nghi lắc đầu hạ thấp giọng nói ta cũng không biết trong thiên đình ngược lại có vài thần ma ba đầu sáu tay nhưng cũng không phải là một chủng tộc hơn nữa số lượng thần chỉ ba đầu ở đây chết trận nhiều như vậy chắc hẳn không phải là xuất phát từ thiên đình ngọn núi thần này hắn lắc đầu trong thiên đình mới là thật ngọn núi thần này chắc là giả nhưng mà vì sao ngọn núi thần này lại mạnh như vậy trong lòng hắn có chút không hiểu yêu nhãn trên yêu đao phía sau chết hoa lê trượt mở ra quan sát khắp nơi nhưng cho dù là yêu nhãn cũng nhìn không ra cái gì theo ý của ngươi ngọn núi thần này cũng là thật sao làm sao có thể chết hoa lê không hiểu nói tề cửu nghi nhìn lên chỉ thấy tần mục đi rất nhanh sắp tới đỉnh núi hắn vội vàng nói Ngọn núi thần này có cổ quái, chúng ta cũng đi tới đi, nếu có bảo bối gì chỉ sợ sẽ bị hắn nhanh chân lấy trước. Hai người vội vàng chạy về phía lên, đã thấy Tần Mục đứng ở thềm đá cuối cùng vẫn không nhúc nhích. Hai người vội vàng đi tới bên cạnh hắn, chỉ thấy ở trước mặt Tần Mục là một vị ma thần đứng sừng sững ở nơi đó, lông mày dài lộ vẻ tức giận, một tay chống thanh đao, uy phong lẫm liệt. Hai người ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy mặt vị ma thần này không giận tự uy, đang nhìn bọn họ, hình như thanh đao trong tay hắn khả năng đánh về phía bọn họ bất cứ lúc nào thân thể của tề cửu nghi cùng chết hoa lê cứng đờ cũng không dám có bất kỳ cử động nào tần mục thở hát ra một hơi bước chân đi vòng qua mặt bên của vị ma thần này lại nhìn thấy được một gương mặt hắn đi quanh vị ma thần này một vòng vị ma thần này trước sau trái phải lại có bốn gương mặt hắn cười nói hai vị sư huynh các người không cần lo lắng hắn cũng đã chết từ lâu ta vừa leo đến nơi đây thấy hai mắt hắn nhìn ta chằm chằm ta cũng khiếp sợ đến mức cứng người còn cho rằng mình sẽ phải chết ở trong tay hắn Tề cửu nghi cùng chết hoa lê phục hồi lại tinh thần, từng người thở phào nhẹ nhõm, toàn thân có mồ hồi lạnh tuôn ra, chết hoa lê đi vòng một vòng, kinh ngạc nói, ma thần bốn mặt, chẳng lẽ là tôn vương trước đây, hắn vì sao lại đứng ở chỗ này, không đi vào đại điện, tần mục cẩn thận quan sát, nói, bốn gương mặt, nhiều hơn so với phược nhật la một gương mặt, lẽ nào công pháp cũng giống như phược nhật la, phược nhật la còn chưa tu luyện tới trình độ như hắn sao, tề cửu nghi cũng đi theo hắn chuyển động vòng quanh vị tôn vương này, cẩn thận quan sát, nói không có khả năng như vậy phần gái của phược nhật la mọc ra lỗ tai hắn không có gương mặt thứ tư bọn họ chắc là dị trùng trong cùng tộc tu vi thực lực của phược nhật la sẽ không kém hơn so hắn vết thương ở chỗ này hắn có phát hiện chỉ về phía cổ của tôn vương bốn mặt tần mục nhìn lại chỉ thấy trên cổ của vị tôn vương bốn mặt này có một đường nhỏ màu đỏ không dễ nhận ra chắc là vị tôn vương này xông đến nơi đây đột nhiên chúng chiêu bị cắt qua cổ tần mục mở miệng thở ra một hơi hóa thành gió to thổi về phía đầu của vị tôn vương bốn mặt đầu của vị tôn vương này đột nhiên từ trên cổ lăn xuống rơi xuống trên thềm đá giống như là đồ sứ bể nát tiếp theo thân thể cao lớn của vị tôn vương này giống như là bức tượng ma thần làm bằng gốm sứ nhanh chóng sụp đổ thân thể của hắn đã trống rỗng máu thịt không tồn tại chỉ còn lại có da thanh đào trong tay hắn cũng rơi vỡ đầy đất tần mục dùng mình một cái quay đầu lại nhìn về phía tòa đại điện này chính là thời điểm tôn vương bốn mặt tiến gần tới ngôi thần điện trước mặt bọn họ mới bị trúng chiêu bị chém rơi đầu chém rơi nguyên thần lúc này ngôi thần điện này lại ở phía trước bọn họ cửa đang mở ra bên trong u ám không nhìn thấy rõ thỉnh thoảng có ánh sáng lưu chuyển đập vào mi mắt ánh mắt của tề cửu nghi chớp hiện không ngừng nhẹ giọng nói tần huynh muốn đi vào sao bên trong có thể sẽ có nguy hiểm tần mục cán răng đi thẳng về phía trước trầm giọng nói hai vị sư huynh ta đi vào trước thăm dò đường nếu chẳng may có nguy hiểm ta thông báo cho các người lập tức chạy trốn tề cửu nghi kinh ngạc nhìn về phía chết hoa lê chết hoa lê cũng lộ vẻ kinh ngạc nhìn về phía hắn hai vị thiếu niên đều không hiểu nổi lẽ nào tần mục thật sự xem bọn họ trở thành bằng hữu cùng sinh cùng tử chủ động liều mình thám hiểm bọn họ cùng tần mục tiếp xúc không nhiều nhưng cũng có thể thấy được tần mục không giống với loại người như thế phía trước tần mục đi vào ngôi thần điện kia bóng người biến mất trong điện ánh sáng u ám còn đang lưu truyền tề cửu nghi cùng Triết hoa lê khẩn trương nhìn chằm chằm vào cửa điện cẩn thận lắng nghe động tĩnh bên trong đột nhiên một tiếng kêu vô cùng thê lương thảm thiết truyền đến khiến cho hai người sờn tóc gáy tiếng kêu thê thảm của tần mục truyền đến bên trong có âm thanh hơi ngừng lại vua tề cửu nghi cùng chiếc hoa lê quyết định thật nhanh giống như gió bão lao về phía dưới chân núi hai bóng người hóa thành hai đạo lưu quang nhanh chóng vô cùng bọn họ leo núi sử dụng thời gian gần nửa canh giờ xuống núi chỉ cần thời gian mấy lần hít thở lại đi tới giữa sườn núi đột nhiên chiếc hoa lê dừng bước trầm giọng nói tề huynh dừng lại có cổ quái tề cửu nghi vội vàng dừng bước xoay người lại lộ ra vẻ nghi hoặc chiếc hoa lê cười lạnh nói trong tiếng kêu gào thê thảm của hắn vừa rồi trung khí mười phần làm gì giống như là người sắp chết hơn nữa người cảm thấy thứ có thể giết chết tôn vương trước đây tới giết hắn hắn có cơ hội nói chuyện đưa ra lời cảnh báo chúng ta sao tề cửu nghi trợn tròn hai mắt thất thanh nói vậy ý của ngươi là chúng ta nhanh lên đó hai người vội vàng chạy lên núi đi tới trước điện trên đỉnh núi triết hoa lê hít vào một hơi thật dài nắm lấy chuôi đao của thanh yêu đao phía sau lưng từng bước từng bước đi về phía cửa điện tề cửu nghi đi ở phía sau hắn từng cái đầu từ dưới cổ chui ra ngoài khẩn trương hết nhìn đông tới nhìn tây hai người cuối cùng đi tới cửa tể cửu nghi thò một cái đầu tới trên vai của chết hoa lê những cái đầu khác lại trốn ở sau lưng chết hoa lê nhìn về phía trong điện không khỏi ngần ra chỉ thấy tần mục đang ở trong điện lấy ra một đống lớn công cụ bản tính linh tinh đang tổ hợp tạo ra một linh binh tính toán cỡ lớn Tể cửu nghi cán răng thu hồi chín cái đầu hợp chín cái làm một từ phía sau lưng của chết hoa lê đi ra bước chân vào đại điện Triết Hoa Lê cũng theo hắn đi vào, hai vị thiếu niên cười lạnh, Tần Mục ngẩng đầu lên, lộ vẻ kinh ngạc, mặt lập tức giãn ra mỉm cười, hai vị sư huynh tới thật đúng lúc, ta đang muốn nói cho các người biết, trong điện có một vấn đề thuật số khó khăn. Tề Cửu Nghi không ngừng cười lạnh, nhìn về phía trong điện, chỉ thấy trung tâm của tòa đại điện này là một vương tọa sắt thép cực lớn do đao kiếm ghép thành, một vị thần ma ba đầu sáu tay cầm kim đao đại mã ngồi ngay ngắn ở trên ghế, năm cánh tay của hắn đỡ lấy tay vịn của vương tọa sắt thép, tay kia chỉ vào một phương hướng ba cái đầu của hắn hướng về ba phương hướng khác nhau há hốc miệng mở rất lớn mắt trợn tròn hình như đang phát ra tiếng gào thét tê tâm liệt phổi càng quỷ dị hơn là máu và thịt toàn thân của hắn đều khô quắt xuống giống như là một bộ thi thể khô quắt gây trơ cả xương máu thịt toàn thân đều khô cạn chỉ còn lại có lớp da khô dán thật chặt ở trên khối xương thậm chí ngay cả mắt trong hốc mắt của hắn cũng khô cạn ở trong hốc mắt chỉ có thể nhìn được con ngươi màu đen khô quắt phía trước vị thần ma ba đầu sáu tay này còn có một cái hộp nhỏ đang lơ lửng hộp ngọc không lớn lẳng lặng bồng bềnh từ trong hộp nhỏ tràn ra từng tia hào quang xoay quanh hộp nhỏ mà ở xung quanh hộp nhỏ này còn có từng hạt cát với hình ngôi sao lớn nhỏ đang xoay quanh hộp nhỏ ngón tay của vị thần ma ba đầu sáu tay này chỉ về phía một bức tranh vẽ trên tường trên bức tranh trên tường vẽ hình các ngôi sao chiếm cả mặt tường tề cừu nghi và chết hoa lê theo ngón tay hắn chỉ nhìn lại phát hiện ngón tay hắn chỉ chính là một cái tinh hệ trong tinh đồ chính giữa của mảnh tinh hệ này có một mảnh đại lục trên đại lục còn có từng tầng trời Sao cát xoay quanh hộp nhỏ thật sự là một câu đố về đạo thuật. Tề Cửu nghi cẩn thận quan sát, độ vẻ kinh hãi. Thất Thanh nói: Thiên Đình Đại Chu Thiên Tinh đấu thuật số. Triết Hoa Lê, ngươi ở trong Thiên Đình Linh Tú Quân có học qua hay không? Triết Hoa Lê gật đầu, sắc mặt ngưng trọng nói: Thật sự là quỹ tích Chu Thiên Tinh đấu của Thiên Đình. Bên trong cất giấu một vấn đề đạo thuật số khó khăn. Cùng Chu Thiên Tinh đấu trên vách tường có phần tương ứng, tạo thành một tòa sát trận. Chỉ cần giải được vấn đề khó khăn này, lại có thể tiến vào sát trận, lấy ra cái hộp nhỏ này hai người lập tức lấy ra các loại linh binh tính toán, bắt đầu nhanh chóng tính toán theo công thức. Nhưng vào lúc này, Tần Mục đứng dậy, linh binh tính toán cỡ lớn ở bên cạnh hắn tách ra, vù 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 bay vào trong túi thao thiết của hắn. Hai vị sư huynh không cần tính nữa, là 33 vạn năm. Tần Mục đi lên phía trước, quan sát sát trận chu thiên tinh đấu bao phủ hộp nhỏ, nói là tinh đồ 33 vạn năm trước, cùng duyên khang thiên tượng có khác biệt rất nhỏ, nói ra thật xấu hổ, ta vừa giải xong không ngờ từ bên trong tìm hiểu ra kiếm thứ 14 thật sự của đạo môn. Hắn mặt mày hớn hở, xoay người lại chạy đến trước bức tranh trên tường, cười nói, hơn nữa ta còn có một phát hiện kỳ diệu. Tinh đồ trên vách tường này là đến từ phía nam đại khư 33 vạn năm trước, địa điểm quan sát đánh giá ở gần Nam Hải, các người nói có kỳ quái hay không? Vị thần ma ba đầu sáu tay này đến từ Nam Hải của đại khư 33 vạn năm trước, tề cửu nghi cùng chết hoa lê liếc mắt nhìn nhau, lập tức bước vào trong sát trận chu thiên tinh đấu xung quanh hột nhỏ phóng về phía cái hộp nhỏ kia phóng đi. Tần mục giải ra đáp án, như vậy bọn họ lại có thể căn cứ vào đáp án này, dễ dàng tiến vào sát trận đoạt được hộp nhỏ. Nguy rồi, ta hình như tính sai, đức trước tình đồ của bức tranh vẽ trên tường. Tần mục chợt vỗ gáy mấy lần, dậm chân nói, chắc là 35 vạn năm, hai vị sư huynh, các ngươi, các ngươi tiến vào thế nào, vậy phải làm thế nào cho phải. Trong sát trận chu thiên tinh đấu, tề cửu nghi cùng chết hoa lê nghe được giọng nói của tần mục truyền đến, đồng thời đổ máu bọn họ ngược lại cũng không phải là bị tần mục chọc cho tức giận đến mức đồn ra máu mà chu thiên tinh đấu sát trận đột nhiên biến hóa biến thành một giải ngân hà trói lòa tinh quang dẫn dắt lẫn nhau từng tinh quang liên kết dây tinh quang là do vô số thần thông phủ văn phức tạp tạo thành hóa thành sát trận khởi động trong nháy mắt lại khiến hai người bị tổn thương nặng nề mà từ cái góc độ này của bọn họ nhìn lại cái hộp ngọc nhỏ kia ở trung tâm tinh hà lại biến thành một hộp vuông cực lớn nằm ngay ngán treo ở trung tâm tinh hà ở trong biển sao nặng nề di động từng hào quang cũng biến thành lớn vô cùng, cùng quần tinh quấn quyết với nhau. Bọn họ căn bản không có khả năng chống đỡ được tòa sát trận này. 35 vạn năm, mấy chữ này rốt cuộc là thật hay giả. Hai người nôn ra từng ngụm máu, từng người thi triển ra thủ đoạn liều mạng chống đỡ, cắn răng nói, không quan tâm tới hắn. Ngựa chết chữa thành ngựa sống, hai người toàn lực vận chuyển, tính toán quỹ tích ngôi sao tinh quang, tránh dây tinh quang, thân hình nhanh chóng di chuyển, quả nhiên sát trận dần dần, dần dừng lại từng ngôi sao xung quanh khôi phục lại kích thước bình thường biến thành từng ngôi sao cát từ từ chuyển động trên trán tể cửu nghi cùng chết hoa lê có mồ hôi lạnh không ngừng rơi xuống bọn họ liếc mắt nhìn nhau đang muốn nhảy vào trung tâm của sát trận lấy đi hộp nhỏ thì đã thấy tần mục đi tới trung tâm của sát trận đứng ở đó trước mặt cái hộp nhỏ trong lòng tề cửu nghi khẩn trương đang muốn tiến lên đột nhiên khí huyết cuồn cuộn hắn thầm cả kinh vừa rồi hắn bị thương bị dây tinh quang lướt qua đầu vai đầu vai lộ ra một lỗ thủng lớn nhưng mà miệng vết thương này lại không chủ động khép lại trái lại máu tươi không ngừng chảy ra mỗi một giọt máu tròn đang bay lên lướt về phía bộ thi thể khô quắt trên vương tọa sắt thép hắn vội vàng nhìn về phía chết hoa lê chết hoa lê cũng bị thương giống như hắn không khống chế được khí huyết máu tươi đang bay về phía bộ thi thể khô quắt này giọt máu đầu tiên rơi vào trong miệng của thi thể khô quắt xung quanh đột nhiên yên lặng yên tĩnh có chức quỷ dị À, trong miệng của bộ thi thể khô quắt này đột nhiên truyền đến tiếng gào thét thật dài tiếp theo phát ra âm thanh lách cách xèo xèo hai người sờn tóc gáy vội vàng bịt lại vết thương của bản thân nhưng vẫn cảm giác được tinh khí đang sói mòn có quỷ dị chết hoa lê quyết định thật nhanh lập tức phi thân lui về phía sau phóng về phía ngoài điện tề cửu nghi do dự một chút nhìn tần mục trong trận nhưng hắn chợt cắn răng cũng tự mình rời khỏi thần điện trong trước mắt khi tề cửu nghi lao ra khỏi thần điện hắn vùng ống tay áo lên nhất thời có một gốc cây ngô đồng xanh biếc tràn ngập ngọn lửa màu kim hoàng che cửa điện lại chết hoa lê xoay người lại rồi yêu đao lên cao một đao đánh xuống nhất thời đao quang tách ra che khuất cây ngô đồng xanh biếc hai người vội vàng một trước một sau đi xuống núi giống như hai con rồng tức giận lưu lại một chuỗi ảo ảnh tần mục cũng thấy tóc gái dựng ngược vội vàng cầm hộp nhỏ lên phóng về phía bên ngoài sát trận vừa rồi khí huyết trong cơ thể của chết hoa lê và tể cửu nghi bay ra bay thẳng về phía thi thể khô quắt rơi vào trong miệng hai cái đầu khác nhau của thi thể khô quắt trong miệng hai cái đầu của thi thể khô quắt này đều truyền đến tiếng lách cách ba cái đầu đang chậm rãi chuyển động nhìn về phía hắn trong hốc mắt ba cái đầu khô quắt kia con mắt khô quắt đang chậm rãi tràn đầy huyết dần dần nhô lên tần mục tất nhiên lao ra khỏi chu thiên tinh đấu sát trận đi tới trước cửa đại điện trước mặt lại thấy cây ngô đồng xanh biếc quét dưới họ tề một tay tần mục kẹp cái hộp nhỏ ở dưới nách tay kia nắm lấy kiếm hoàn bàn tay chấn động vô số phi kiếm thật nhỏ bay ra hóa thành kiếm lý sơn hà ầm ầm va chạm vào gốc cây ngô đồng xanh biếc này trong lúc vội vàng tề cửu nghi thi triển ra một chiêu đại thần thông này uy lực của cây ngô đồng xanh biếc cũng không quá cường đại chỉ với ý định ngăn cản hắn một chút nếu như là đại thần thông hoàn chỉnh cho dù là tần mục cũng cần phải thi triển ra kiếp kiếm tới ứng phó một chiêu kiếm lý sơn hà này của tần mục công kích qua chặt đứt cây ngô đồng xanh biếc phá thần thông đạo pháp của tề cửu nghi nhưng mà đao quang đập vào mặt cũng phá nát kiếm lý sơn hà của hắn chiết hoa lê tần mục giận dữ tránh phong quang một chiêu này của chiếc hoa lê hắn xoay người vung kiếm đạo kiếm thức thứ hai ngũ khí tam nguyên kết tú bạo phát ra kiếm quang hóa thành ngũ khí tam nguyên cuối cùng phá được một chiêu này của chiếc hoa lê cửa đại điện đã không còn thần thông ngăn cản hai chân tần mục hơi gập lại bỗng nhiên phát lực thân thể bắn về phía trước chỉ nghe những tiếng động cực lớn ầm ầm vang lên không khí trước mặt hắn bị nén thành bức tường mà tường lập tức đột ngột nổ tung thân thể của tần mục bay lên không lao ra khỏi cửa của thần điện vẻ tươi cười chậm rãi hiện ra trên gương mặt nhưng mà thân thể của hắn đột nhiên cứng đờ ở trên không trung nụ cười trên mặt của tần mục còn chưa hoàn toàn hiện ra lập tức biến mất chậm rãi biến thành kinh hoàng chân hắn còn chưa chạm đất đã bị thổi ngược về phía sau mặc cho hắn phát động thần thông thế nào cũng không làm nên chuyện gì tần mục ở trên không trung sửa sang lại trang phục một chút hai tay cung kính dâng lên hộp nhỏ cuối cùng hai chân hắn rơi xuống đất tần mục lập tức xoay người hai tay giơ cao hộp ngọc lên quá đỉnh đầu trầm giọng nói tiền bối tham mạng hai tay hắn nhẹ bỗng hộp nhỏ trong tay hắn bay lên tần mục lặng lẽ nâng mắt nhìn chỉ thấy hộp ngọc này rơi vào trước mặt của bộ thi thể khô quát ba đầu sáu tay À, bộ thi thể khô quắt này chắc hẳn không phải là thi thể khô quắt, mà khí huyết khô cạn, máu tươi khô cạn nên rơi vào trạng thái không sống không chết. Ba người tần mục đến, tề cửu nghi và chết hoa lê bị thương, máu tươi bay vào trong miệng của hắn, miễn cưỡng thiêu đốt một tiêu ngọn lửa sinh mệnh. Trong cổ họng của hắn phát ra tiếng động khiến cho người ta sờn tóc gáy, giống như là đang điều động cơ năng của thân thể mình, trong cơ thể hắn cũng chuyển đến âm thanh lách cách, giống như là âm thanh xương cốt va chạm phát ra, ách nước, hoặc máu tần mục vội vàng lấy nước từ trong túi thao thiết ra túi rất cung kính dâng lên sau khi hắn trải qua chuyện ngọn lửa sa mạc ở tây thổ trong túi thao thiết của hắn luôn đặt một ít túi nước giữ nước sạch thi thể khô quất này vô cùng gian nan giơ tay lên rất thong thả tiên bối hay là để ta tới đi tần mục tiến lên ân cần một túi nước đặt ở bên miệng của bộ thi thể khô quất này bộ thi thể khô quất này uống hết một túi nước đầu phía bên phải phát ra âm thanh khô khốc nước tần mục lại lấy ra một túi nước đưa đến bên miệng phía bên phải của hắn chờ hắn uống xong, sau đó lấy ra túi thứ ba đặt ở bên miệng của cái đầu bên trái. Đầu của bộ thi thể khô quắt bên trái này chợt vật uống nước, tần mục nhìn lén qua, trong lòng thầm cả kinh. Chỉ thấy hai cái đầu khô quắt vừa uống xong nước đã có máu thịt đang chậm rãi phồng lên, trong cơ thể hình như lại có khí huyết lưu truyền. Không chỉ có như vậy, huyết quản của hắn cũng giống là đất đai khô nứt lâu hạn gặp trời mưa, rất nhanh trong huyết quản có âm thanh máu lưu truyền. Cái thi thể khô quắt này, không đúng, không phải là thi thể khô quắt, chắc là cường giả 35 vạn năm trước hắn tu luyện một loại pháp môn kỳ diệu, khiến cho mình rơi vào trạng thái bị ngất đi, không đến mức bị ngọn núi thần này cắn nuốt. Môn công pháp này ngược lại huyền diệu khác thường. Tần Mục thầm nghĩ, mặt của thi thể khô quắt này chậm rãi phồng lên, dần dần có thể nhìn thấy được một ít đường nét trên gương mặt, không giống vừa chỉ là da bọc xương, chỉ có điều thân thể hắn chắc hẳn là thiếu hụt quá lớn. Dựa vào nước uống không có cách nào khiến cho mình khôi phục lại tướng mạo sẵn có nhưng vẫn có thể ngờ ngợ nhìn ra được. Hắn chắc là một vị nam tử trung niên. Tiền bối, tần mục đang muốn nói thì đã thấy nam tử ba đầu sáu tay này nâng mí mắt lên trong hốc mắt khô cạn con mắt đang chậm rãi tăng lên trong trắng của con người dần dần rõ ràng bây giờ là năm nào nam tử kia nâng một tay lên cầm cái hộp nhỏ trong tay đặt ở trên đầu gối hút khí vô được nói tần mục do dự một chút nói hiện tại là năm tháng trong duyên khang về phần là năm nào ta cũng không rõ duyên khang nam tử ba đầu sáu tay này muốn đứng dậy nhưng không có cách nào đứng lên thở hổn hển nói không phải là khai hoàng sao lẽ nào thời đại khai hoàng cũng diệt vong rồi sao tần mục đàng hoàng nói diệt vong hai vạn năm tiền bối người chắc hẳn là rơi vào trong yên tĩnh từ hai vạn năm trước tỉnh dậy đã hai vạn năm sau tiền bối tại sao lại đi tới lãnh địa ma tộc nơi này là la phù thiên của ma tộc ma tộc bởi vì gặp nguy hiểm hủy diệt vì vậy xâm lấn thái hoàng thiên tinh cầu của tiền bối nam từ ba đầu sáu tay này thở hồn hển ta là thời đại xích minh trốn đông trốn tây không biết bao nhiêu vạn năm bởi vì muốn về quê nên từ nơi ẩn thân chạy tới dự định trở lại tổ địa của xích minh ở trên đường đi ta nghe được hiện tại là thời đại khai hoàng lại gặp phải kẻ địch bị buộc không thể không trốn vào nơi đây kẻ địch tần mục đương nhiên giật mình kinh sợ nam tử ba đầu sáu tay này thản nhiên nói kẻ địch phá hủy thời đại xích minh ta thời đại khai hoàng cũng diệt vong chắc là do cùng một nhóm kẻ địch đã hạ thủ hắc hắc ta nghe nói trước thời đại khai hoàng còn có thời đại thượng hoàng hắn lắc đầu ta là thần tộc thời đại xích minh là xích khê vốn là giám trảm quan thiên đình của thời đại xích minh khống chế quyền lớn sinh sát phàm là thần ma phạm tội trên trảm thần đài khó thoát khỏi cái chết tần mục thất thanh nói như vậy ngọn núi thần này núi này không phải núi mà là trảm thần đài nam tử ba đầu sáu tay xích ghê này dừng lại một lát hơi thở đều đặn nói trên trảm thần đài chém thần ma trảm thần đài này đã hấp thu không biết bao nhiêu máu của thần ma phạm tội lâu ngày dưỡng thành đại hung ngay cả ta cũng sẽ gặp phải cán trả ta với ma tộc khai chiến bản thân mình cũng bị thương bị chạm thần đài cán trả nên không thể không phong ấn mình, yên lặng xuống, người đỡ ta đứng lên, tần mục tiến lên, nâng hắn, bàn tay của xích khê khoác lên đầu vai hắn tới gần cổ, lảo đảo đứng dậy, tần mục nhịn đau, nói, tiền bối, người bóc đau ta, xích khê hình như không có nghe thấy, đè nặng vai và cái cổ của hắn đi tới trước bức tranh vẽ trên tường, quan sát tình không trên bức tranh, lẩm bẩm nói, tổ địa, tổ địa lại ở trong này, ta còn chưa có chết, còn có thể trở lại tổ địa bọn họ nhất định còn đang chờ ta trở lại báo tin. Ngươi biết không, chảm thần đài sở dĩ yêu tà như vậy, thật ra là sử dụng chảm thần đài trong thần tàng thiên cung chế tạo thành, là chảm thần đài của một cường giả đế tọa. Trong lòng tần mục hoảng sợ, lẩm bẩm nói, cường giả đế tọa, bảo vai hắn đau đớn, móng tay xích khê đã cắm vào trong lớp da của hắn, tần mục cảm giác được máu của mình đang chảy ra, tinh khí và máu của bản thân đang chảy về phía trong cơ thể xích khê. Khuôn mặt của xích Khê dần dần khôi phục một tia hồng nhuận, khí tức cũng ổn định hơn một ít, cười ha hà nói, đúng vậy, không chế chảm thần đài chính là cái hộp nhỏ này, hộp nhỏ này vừa ra, hắc hắc, người thiếu chút nữa lại đoạt đi cái hộp nhỏ này, tần mục có chút mê muội là dấu hiệu do mất máu quá nhiều, ánh mắt hắn chớp động nói, tiền bối, ta thật sự rất đau, ta chảy máu, chảm thần đài bắt đầu hấp thu khí huyết của ta, một gương mặt của xích khê chậm rãi phồng lên, máu thịt sinh sôi, cười nói, ngươi thật sự là chảy máu, chỉ có điều cũng không phải là chảm thần đài hấp thu máu của ngươi, ta vừa rồi uống nước, cũng không thể bổ sung khí huyết của ta, ta thiếu hụt quá nhiều, càng cần máu người hơn. Khụ khụ, hắn đột nhiên lớn tiếng ho khan, tiên bối thế nào? Tần Mục Ân cần nói, tiên bối ngươi có nặng lắm không? Ngươi có phải cảm giác được đầu óc có chút chóng váng, cổ họng có hơi ngứa ngáy? Xích Khê bất giác buông hắn ra, giơ bốn cánh tay lên, dùng sức vỗ nhẹ vào đầu của mình, thân thể lảo đảo, hai tay khác của hắn lại đang cầm hộp nhỏ, vẻ mặt của Tần Mục quan tâm thân thiết, khẩn trương nói, tiền bối, ngươi là mất nước sao? chỗ của ta còn có một chút nước, tiền bối có muốn uống hay không? Ai nha, ta quên, trong túi nước của ta có bỏ thêm một vài thứ nguyên liệu. Tần mục dậm chân nói, vậy phải làm thế nào cho phải? Hắn xoay người đi tới đi lui, xích khê giơ tay ra bắt hắn, lại bắt hụt ở phía sau hắn. Bản thân mình thịt một tiếng quỳ trên mặt đất, có vài túi nước bị ta bỏ thêm hóa huyết phấn. Tần mục bóp cổ tay thở dài, loại chất độc này gặp máu lại sẽ khiến cho máu giảm xuống, là ta dùng để hủy thi diệt tích. Ta thế nào lại quên mất điều này? Tiền bối, người không sao chứ xích kê quỳ ngồi ở chỗ đó vẫn không nhúc nhích con người đang chậm rãi chuyển hướng về phía hắn tần mục tránh né ánh mắt hắn kéo cái hộp nhỏ hắn cầm trong ngực ra tiền bối có tu vi cao cường nhất định có thể luyện hóa loại chất độc này đúng không đã như vậy tiểu tử lại không quấy dày nữa từ biệt dứt lời hắn nhanh như chớp rời đi trong mắt của xích khê di chuyển tới con mắt bắn ra thần quang khiến cho ngôi thần điện này bị bắn thủng hai cái lỗ lớn kết thúc tập này ở đây nha mọi người nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé cảm ơn mọi người